Hộ niệm là một pháp tu tọa đàm 40. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đời chúng ta làm gì thì sau cùng đến giờ phút trước khi xả bỏ báo thân, những hành nghiệp lần lượt hiện lại trong tâm chúng ta hết. Ngày giờ trước khi xả bỏ báo thân, nghiệp ác hiện ra, nghiệp lành hiện ra. Có lúc tâm ta giống như một vị thánh, vì có lúc chúng ta hiền như một vị Phật cũng hiện ra. Có lúc chúng ta dữ, người ta nói dữ như quỷ cũng hiện ra luôn. Chư Tổ nói lúc đó giống như một cuộn phim quay lại những hành nghiệp. Nghiệp của chúng ta đều có thể hiện lại hết, vì một đời tạo tác rất nhiều. Nó dồn lại chỉ trong những ngày tháng cuối cùng, làm cho cái tâm của người ra đi thường bị loạn, bị mê, bị rối lên. Người ta không còn tỉnh táo được nữa. Cho nên một người trước giờ phút lâm chung mà ở những chỗ hẻo lánh, hoặc những nơi không có người biết đạo ở bên cạnh đây nhắc nhở, thì thật sự là tội nghiệp cho họ. Nghiệp chướng tiếp tục hiện ra, lúc hiền, lúc dữ, lúc ma, lúc Phật, lúc ác, lúc thánh thiện. Nó quần cái tâm đến điên đảo. Sau cùng họ đành phải xuôi tay đi theo nghiệp nào lớn nhất. Trong thời mạt Pháp này, nghiệp ác, nghiệp tam đồ của chúng sanh lớn nhất, nên thường thường khi họ ra đi, nếu không bị địa ngục thì cũng vướng nạn ngạ quỷ, không vướng nạn ngạ quỷ thì cũng vướng phải cái hàng bàn sanh. Thật sự là tội nghiệp cho chúng sanh trong thời này. Nếu trong trường hợp đó mà có người biết hộ niệm đến, thì thường thường họ hóa giải được rất nhiều ách nạn cho người bệnh. Vì người biết hộ niệm biết trước những hiện tượng này. Thường khi khoảng 2-3 tháng trước khi xả bỏ báo thân, hầu hết những người lâm chung đã có những hiện tượng này mà hầu như gia đình không hay. Hôm qua đang đứng nói chuyện với chư vị, có nhắc tới một người ở Long Khánh. Hôm nay Diệu Âm nhớ lại chuyện này, xin kể cho quý vị nghe. Bà cụ đó nằm trên giường bệnh đã hơn 1 năm rưỡi, không đi được. Con cái thì chỉ biết tu chút chút, kiến thức về hộ niệm rất yếu. Ở đó cũng có một ban hộ niệm, nhưng họ rất yếu, chưa vững. Khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2004, sự hộ niệm còn rất yếu. Người ta cứ nghe đến hộ niệm thì tới hộ niệm, nhưng không biết làm sao để khai thị, cũng không biết làm sao hóa gỡ những điều khó khăn. Người con của bà cụ cũng có mời ban hộ niệm. Người hộ niệm tới khuyên bà cụ niệm Phật, nhưng bà cụ không nghe. Không những thế, cứ mỗi lần tới niệm Phật thì bà cụ lại la làng la xóm lên, bà chửi: "Mấy người muốn tôi chết nên tới niệm Phật cho tôi chết." Người con để bà cụ nằm một mình trong căn nhà rất nhỏ, heo hút. Thường thường đến khoảng nửa đêm thì bà hét la vang làng xóm. Bà la thất kinh hồn vía. Những người con tưởng bà cụ khó chịu, thường trách bà cụ rằng nghiệp chướng đã sâu nặng, tuổi đã già rồi mà còn khó chịu, không chịu nằm im. Vì rõ ràng mỗi lần tới hộ niệm bà đều la. Người hộ niệm về rồi bà cũng la. Để bà ngủ trong nhà một mình cho yên lặng, bà cũng la. Con cái không biết nên cứ nghĩ rằng bà cụ quá khó chịu. Có một dịp Diệu Âm ghé ngang tới đó, thì cô con gái tới nói với Diệu Âm rằng: "Anh Năm ơi, làm sao tới cứu mẹ em?" Khi nghe diễn tả cảnh ngộ như vậy, nghe người con gái nói chuyện, tôi cũng đã hiểu được chút chút, thấy được phần nào rồi. Sau bữa đó, Diệu Âm tới thăm bà cụ. Trước khi thăm bà cụ, tôi tới nói chuyện với người con gái trước. Tôi nói chuyện với người con gái hơn 2 tiếng đồng hồ, và dặn cô ấy phải làm gì để cho bà cụ có thể khỏi bị ách nạn đó. Tôi giảng giải rằng coi chừng nửa đêm bà cụ la như vậy, chưa chắc gì là bà cụ khó chịu đâu, mà coi chừng bà cụ bị khủng hoảng, bị sợ hãi. Vì thường thường những người trước những năm tháng sắp chết thì những cái nghiệp gọi là hành nghiệp hiện về, lúc ác, lúc thiện, lúc đen, lúc trắng, lúc vui, lúc buồn, đủ thứ hết. Bên cạnh đó thì oan gia trái chủ họ thường tùng theo đó mà hù dọa nữa, làm cho bà cụ hoảng kinh hồn vía, thất đẫm kinh hồn. Những người không có kiến thức về hộ niệm thường thường bị vướng nạn này, là nạn hải kinh hoảng sợ đến nỗi khi tắt hơi rồi thì tay chân thường co rút lại, và khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì tái sanh liền. Trong người đó thấy dễ sợ lắm, khuôn mặt của họ trông vào không thể nào an lành được, dù có vuốt có xoa gì đi nữa cũng không thể tự nhiên được, và thân xác sẽ cứng đơ liền. Còn trong trường hợp đó, nếu gặp được những người biết hộ niệm tới khai thị, giúp đỡ, gỡ rối những chuyện đó, thì tự nhiên họ an lòng. Ví dụ như ngày thứ bảy này, mình đi hộ niệm cho ông cụ. Thật ra ông cụ này đâu có gì đâu mà phải hộ niệm. Ông cụ còn tỉnh queo, mà còn ngồi nói chuyện được mà. Nhưng thật ra những buổi hộ niệm này mới đúng thật sự là hộ niệm. Phải dẫn giải cho họ, giải quyết cho họ, giải lần, mỗi bữa giải một chút. Sau 2-3 bữa thì bắt đầu nói những chuyện này ra để cho người ta chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ví dụ như nửa đêm mà thấy có những hiện tượng giống như là ác mộng xảy ra, thì nói với người con tới cầm tay người cha, an ủi người cha và nói rằng: cha yên lòng đi, con đang hộ niệm cho cha đây, con hộ niệm cho cha đây. Và nhắc nhở cho người đó biết là nếu mà cha, nếu mà mẹ quyết lòng thành tâm niệm Phật thì thường có 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho mẹ, thường có chư thiên long thần hộ pháp bảo vệ cho mẹ. Khi người đó vững lòng tin như vậy, khi đã phát tâm chân thành niệm Phật, thì dù người ta ở một mình đi nữa, họ cứ nghĩ rằng bên cạnh họ đang có quang minh của Phật che chở, đang có chư vị Bồ Tát phóng quang gia trì, đang có chư thiên long hộ pháp bảo vệ. Họ thấy rằng không bao giờ bị đơn lẻ một mình, thì tự nhiên họ yên tâm vững dạ. Chính người niệm Phật cũng vậy. Khi ta quyết lòng niệm Phật, ví dụ nếu nghe người ta nói: trời ơi, tại chỗ đó có ma nhiều lắm, có ách nạn gì đó ghê lắm, hiện tượng gì đó ghê lắm. Đối với một người thật sự biết niệm Phật, họ vẫn vững lòng đi qua chỗ đó tỉnh bơ, không sao hết. Nhưng một người không tin vào câu A Di Đà Phật, lòng tin chưa vững, tự nhiên họ cảm thấy lo sợ, tâm hồn chập chờn. Đi ngang có con chim, con gì đó vừa mới rụt rịch trong bụi thì hồn vía họ lên mây, giật mình ù té bỏ chạy, tâm hồn hải kinh. Chính vì vậy, nếu người biết được sự hộ niệm thì phước phần này không dễ gì tìm được đâu. Ở trong bệnh viện tâm thần, khi họ thấy người đó hét la hay trợn mắt giật mình, nửa đêm la hét, là họ tới chích một mũi là xong. Đơn giản. Chích mũi thuốc gì? Mũi thuốc an thần cho ngủ ngon. Cái thân thì ngủ ngon thật đó, nhưng cái tâm của họ đang chới với trong những cảnh giới hải hùng mà không ai hay biết. Có nhiều người không biết về hộ niệm, cứ tưởng hộ niệm là sự thăm lom. Những người thế gian đến thăm người bệnh thì càng thăm, người bệnh càng sợ. Càng thăm, người bệnh càng lo. Càng thăm, người bệnh càng hải kinh. Vì sao? Vì người bệnh đó đang sợ, mà người ta còn nói những chuyện sợ cho họ nghe nữa. Người bệnh đó đang buồn, không biết lúc chết rồi mình sẽ ra sao đây. Người thăm lại buồn lại khóc, lại gợi lên cảnh não nề sanh tử biệt ly nữa. Tất cả những hiện tượng bất tường đó đổ dồn cho người bệnh, làm cho người bệnh hứng chịu những cảnh đau khổ vô cùng. Nhìn xem, những người hộ niệm đến thường thường họ làm gì? Ví dụ như chúng ta đây, là người thân, là người bệnh, nếu đêm đêm hay thấy cái này cái nọ, xin chư vị đừng lo, hãy nhiếp tâm lại niệm Phật, đừng nên sợ hãi gì cả. Trong cuốn khuyên người niệm Phật, Diệu Âm nói với cha như vậy. Nếu nửa đêm cha gặp cơn ác mộng, cha gặp ma, gặp quỷ hay cái gì đó, cha cứ niệm Phật đi, thành tâm chắp tay lại niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên những hiện tượng đó sẽ chao đảo. Nếu nó không chao đảo, cha niệm một tiếng nữa đi, A Di Đà Phật, thì nó cũng phải lui. Nếu không lui thì 3 tiếng bắt buộc chúng cũng phải lui. Vì cha đã được quang minh của Phật che chở, có chư vị Thiên Long hộ pháp che chở, có chư vị Bồ Tát bảo vệ, vì thế không sao hết, cứ vững lòng đi. Thế thì hộ niệm là gì? Hộ niệm không phải chỉ tới an ủi người bệnh, mà hộ niệm là dạy cho người bệnh biết cách thoát ra những cảnh đó. Rõ ràng chắc chắn như vậy. Khi chúng ta biết được những vấn đề này rồi, mình cảm thấy sung sướng lắm. Khi ta nằm xuống, dù bệnh chưa có gì là nặng, mới bệnh sơ sơ thôi, thì người hộ niệm đã tới thăm hỏi, người hộ niệm đã tới chỉ dẫn cho chúng ta rồi. Khi nằm mơ màng thấy gì đó, à, thấy ông nội mình về, cha mình về, hay những người thân đã quá cố, họ cứ về an ủi chỉ vẽ, ta biết liền. Nếu là người không biết đạo, họ thích hiện tượng này lắm, thích cha mẹ mình về bảo vệ. Còn người đã niệm Phật, rõ đạo lý, thì hầu như đã biết rồi. Hãy chắp tay lại, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị hãy phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Tôi không biết giữa tôi và chư vị có duyên như thế nào. Nếu là duyên lành, thì xin chư vị hãy hộ pháp cho tôi, để chúng ta cùng nhau về Tây Phương thành đạo. Nếu là duyên ác, tôi xin thành tâm sám hối với tất cả chư vị. Tại những lúc mê muội, tôi đã lỡ lầm rồi. Bây giờ tôi quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Tôi về Tây Phương rồi, tôi quyết sẽ trở về đây cứu độ chư vị. Xin chư vị hãy phát lòng niệm Phật, đừng nên báo hại tôi nữa. Mình thành tâm nói như vậy, còn gì nữa? Người hộ niệm cũng thành tâm giảng cho chư vị ấy biết những điều này. Thường thường nếu mình lo trước, thì những chuyện này chỉ cần 1 lần, 2 lần khấn cầu như vậy là có thể giải tỏa hết. Hay lắm. Và sau đó người bệnh được an nhiên tự tại. Cho nên khi đã biết rõ được phương pháp hộ niệm này, xin thưa rằng chúng ta đang ở trên con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chắc rằng sẽ hoàn toàn khác với những người có tu nhưng không biết sự hộ niệm. Nên nhớ cho, vì tu trong một đời này, cái công phu tu hành quá yếu, công đức ít quá so với nghiệp nhân và tội ác mà chúng ta đã gây ra cho chúng sanh trong vô lượng kiếp. Công đức yếu nên không bù đắp được cho họ. Còn tệ hơn nữa, chúng ta tu hành mà nhiều khi quên hồi hướng cho họ. Chính vì lẽ này mà sau cùng những oán thân trái chủ tràn tới, bao vây đòi nợ, nghiệp báo bủa vây chung quanh, và bắt đầu nó quần riết. Rồi những cái nghiệp nào lớn nhất thường thường là cái nghiệp tam đồ, nó hiện ra. Bên cạnh đó, những oan gia trái chủ tạo cho ta duyên với những cái nhân chủng trong tam đồ. Họ kéo chúng ta xuống trong những cảnh giới xấu đó để trả thù. Biết được những điều này, khi tu hành, ta cố gắng tập buông xả cho nhiều, để tâm chúng ta đừng vướng tới cái nghiệp của tam đồ. Và niệm Phật phải thành tâm, cố gắng lập công khóa niệm Phật nhiều hơn nữa, cho nghiệp chúng ta càng tiêu đi, đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, để cho sau cùng chúng ta được các ngài thông cảm hộ trì. Có ban hộ niệm thì chắc rằng chúng ta vững tâm hơn, để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm là một pháp tu tọa đàm 41. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo đúng chương trình thì ngày mai tọa đàm hộ niệm sẽ dành để trả lời những thắc mắc. Chư vị có những câu hỏi liên quan về hộ niệm, xin viết vào giấy để trong hộp vấn đáp. Chúng ta sẽ dành trọn một tuần và chương trình sẽ chấm dứt vào ngày thứ Bảy tuần tới, trước ngày Phật Nhất giữa tháng 11 năm 2010. Trở lại đề tài hộ niệm là một pháp tu. Vì là một pháp tu nên chúng ta phải chuẩn bị từ đầu cho đến cuối. Một người vui vẻ thì thường trước những giờ phút ra đi họ cũng vui vẻ. Những người ưa cười tươi thì trước giờ phút ra đi họ cũng dễ cười tươi. Những người thường lo âu phiền muộn thì trong những giây phút ra đi họ thường lo âu phiền muộn. Những người sợ chết thì trước những giờ phút chết họ sẽ kinh hãi hoảng sợ. Những người không sợ chết, coi cái chết rất là bình thường, thì trước những giờ phút ra đi họ an nhiên, thoải mái, chấp nhận, buông xả báo thân. Những trạng thái vui hay buồn do chính trong tâm này hiện ra. Những trạng thái an lạc hay khủng hoảng cũng do chính cái tâm ứng hiện ra. Ta muốn về Tây Phương hay bị đọa lạc cũng do chính cái tâm của ta quyết định, chứ không có ai khác. A Di Đà Phật đã lập một đại thệ cứu tất cả chúng sanh đi về Tây Phương. Như vậy thì người nào quyết tâm quyết chí muốn đi về Tây Phương để một đời thành đạo thì chắc chắn trong hào quang bảo vệ che chở gia trì của Ngài, của chư vị Bồ Tát, và nhất định chúng ta được chư Thiên Long hộ pháp ở bên cạnh bảo vệ. Chính vì vậy, xin chư vị hãy xác lập đường đi cho thật vững, thì việc thành đạo ở ngay tại tâm này, chứ không phải ở ngoài. Khi ta đi hộ niệm cho một người, thường thường ta dẫn dắt họ hưởng được những cảm giác an toàn, vui vẻ, thoải mái và quyết lòng tha thiết đi về Tây Phương. Chỉ cần như vậy thì tự nhiên tính, nguyện, hạnh của người đó đầy đủ ứng ra trong lúc họ xả bỏ báo thân. Có thể do nghiệp chướng trong nhiều đời nhiều kiếp chưa phá được, nên lúc lâm chung họ bị nghiệp khổ hành hạ đau đớn. Tuy nhiên, nhờ lòng tin tưởng vững vàng và ý nguyện vãng sanh tha thiết, nguyện lực này thắng nghiệp lực của họ, và họ vượt qua những ách khổ một cách dễ dàng để theo Phật vãng sanh về Tây Phương. Còn nếu tu hành mà không hiểu đạo lý này, thường thường sẽ bị nghiệp khổ nó quay và oan gia trái chủ báo hại, làm cho bị mờ mờ mịt mịt và đường đi gặp nhiều chướng ngại, rất đau đớn. Nói về chướng nạn thì xin thưa rằng lời Phật dạy là tất cả ở tại tâm, chứ không phải ở ngoài. Chư tổ trong Tịnh Độ Tông thường hay nói rằng những việc làm gì của mình gọi là hành nghiệp. Trong suốt cuộc đời, đến giờ phút lâm chung nó sẽ hiển hiện ra. Không những như vậy, mà những hành nghiệp lưu lại trong nhiều kiếp, nhiều đời cũng tiếp tục ứng hiện ra. Vì tất cả những nghiệp gọi là hành nghiệp ứng hiện ra quá nhiều, dồn dập lúc đen lúc trắng, lúc mưa lúc nắng, lúc hải kinh sợ sệt. Tất cả những cảm giác đổ dồn lại, làm cho cái tâm của người đó rối bời, không biết đường nào chọn lựa, mà trở nên mê mê mờ mờ. Chính vì vậy, sau cùng họ đành phải chấp nhận thương đau là chịu đại nạn. Nghiệp nào lớn nhất họ mang đi? Chắc chắn chúng ta đã thấy rõ ràng là nghiệp ác nặng lắm. Cái nghiệp tam đồ quá nặng. Chính vì vậy mà thời mạt Pháp này, tìm được một người thoát vòng sanh tử luân hồi rất là khó. Như vậy, đã nói về pháp tu thì chúng ta phải biết ngừa những cái ách nạn từ trong tâm khởi ra. Khi tu, cố giữ cái tâm càng thoải mái, càng an lạc, càng rời tất cả những nghiệp nhân của lục đạo luân hồi ra, thì chúng ta sẽ dễ dàng rời những ách nạn của sanh tử luân hồi. Chúng ta cố gắng cột cái tâm chấp vào câu Phật hiệu A Di Đà Phật, chấp vào Tây Phương Cực Lạc, tha thiết nguyện sanh về đó, thì tự nhiên lúc ra đi, chính hạnh nguyện này trỗi dậy mạnh nhất. Và bên cạnh đó, cũng nhờ những vị hộ niệm giúp đỡ khai giải mà tránh bị lạc đường. Hôm nay để thay đổi không khí, Diệu Âm sẽ đọc một bài thơ cho vui. Bài thơ này không phải là Diệu Âm làm, mà của chư tổ làm. Bài thơ bằng chữ Hán hay lắm. Diệu Âm có nhiều bài thơ thấm lắm, của chư tổ không. Bài thơ này có 4 câu như vậy: Yếu vô phiền não, yếu vô sầu, bổn phận tùy duyên mà cưỡng cầu, vô ích ngữ ngôn hữu khai khẩu, vô can kỹ sự thiểu đương đầu. Bài thơ này gói trọn cả một lời khai thị tuyệt vời, giúp cho chúng ta giữ tâm an tịnh. Yếu vô phiền não. Yếu là chính yếu, là quan yếu, là điều quan trọng nhất. Vô là không. Yếu vô phiền não là điều quan trọng, là làm sao cho tâm của chúng ta đừng bị phiền não. Vì mình nhớ cái tâm phiền não thì sau cùng mình bị phiền não. Cái tâm mình vui thì sau cùng mình vui. Cho nên đúng lời chư tổ nói, yếu vô phiền não, yếu vô sầu. Điều chính yếu là đừng để tâm mình sầu bi. Đạo Phật là đạo ly khổ đắc lạc. Khổ là sầu khổ, là phiền não. Phải tự mình ly cái này ra. Như vậy, gặp một cảnh giới nào mà chúng ta sợ, nay không sợ. Gặp một cảnh trạng nào mình buồn, nay nhất định đừng buồn. Tất cả những cái đó, đừng để nó chui vào trong tâm. Yếu vô phiền não, yếu vô sầu, hay vô cùng. Bổn phận tùy duyên mà cưỡng cầu. Khi mình làm một việc gì, lúc nào cũng coi có thuận duyên hay không. Nếu thuận duyên thì làm, không thuận duyên thì niệm Phật, chớ nên ráng sức quá đáng. Vì khi ráng sức quá đáng, khi làm việc gì ngoài bổn phận của mình, thường thường tạo ra phiền não. Cho nên bổn phận phải tùy duyên. Ví dụ, việc làm đó là việc làm của một người khác. Nếu người ta nhờ mình hỗ trợ giúp đỡ, mình sẵn sàng giúp đỡ. Được thì giúp đỡ, không được thì cũng vui vẻ. Đừng nên chấp vào đó mà sinh ra phiền não. Chữ mạc là chẳng. Mạc cưỡng cầu là đừng nên cưỡng cầu, thì tự nhiên tâm mình an tịnh. Hay lắm. Câu này nếu được giải ra cho thật sâu sắc, hay lắm. Một buổi này giải không hết đâu. Vô ích ngữ ngôn hữu khai khẩu. Câu này cũng thật sự là hay. Tổ nào cũng nói như vậy hết. Vô ích ngữ ngôn là những lời nói gì vô ích. Hữu là chẳng, đừng nói, đừng khai khẩu. Vô trong đạo tràng, khi muốn nói một câu gì mà thấy rằng câu nói này vô ích thì đừng nói. Chính vì vậy, những đạo tràng trang nghiêm thường thường chư tổ nhắc nhở rằng: nói chuyện thì bỏ đi, đọc kinh thì bớt lại, còn niệm Phật thì nhiều thêm một chút. Những đạo tràng trang nghiêm thường thường có tổ chức những ngày tịnh khẩu. Vì tịnh khẩu như vậy tức là hữu khai khẩu, là đừng có khai khẩu. Khai là mở, khẩu là miệng, đừng mở miệng ra nói. Nhờ vậy mà tránh bớt những chuyện thị phi chấp trước, nói người này xấu, người kia tốt, nói những chuyện của thế gian ra. Chính những chuyện của thế gian này trói chúng ta lại, nó trói riết, trói đến lúc nằm xuống rồi thì gặp toàn là những chuyện đó. Tất cả đều do chính cái tâm của mình đã làm sai, để chính mình chịu, chứ không ai chịu cả. Vô ích ngữ ngôn là những ngôn ngữ, lời nói vô ích, không có ích sự gì, không giúp ích cho mình trên con đường vãng sanh thì đừng nên nói. Vô can kỹ sự, thiểu đương đầu. Vô can là không có can hệ, kỹ sự là chuyện của mình. Chuyện mình là quét nhà, chuyện người ta là nhổ cỏ. Người ta có nhổ cỏ mà sót cũng kệ người ta, mình quét nhà cứ lo quét nhà, còn người ta nhổ cỏ thì để người ta nhổ cỏ, không mắc mớ chi lại ra chỉ dạy người ta nhổ cỏ. Vì cái chuyện nhổ cỏ không phải là chuyện quét nhà của mình. Mình là người niệm Phật, người ta là karaoke. Karaoke thì kệ người ta, karaoke đâu có liên quan gì tới chuyện niệm Phật đâu, mắc mớ gì mình lại chen vô. Cho nên vô can là vô can hệ. Vô can kỹ sự là những chuyện gì, những điều gì không liên quan tới mình. Thiểu đương đầu là giảm bớt lại, nói chung là đừng đương đầu, đừng xen vào. Đây gọi là châm ngôn. Những khai thị của các vị tổ nhắc nhở cho chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh. Mình giữ tâm mình thanh tịnh, an lạc, vui vẻ, hòa nhã, thoải mái, không sợ, không sệt, không buồn, không lo, thì khi chúng ta nằm xuống, những tập khí vui vẻ, an lạc, thoải mái, không sợ chết, thích về Tây Phương, thương yêu mọi người, cũng thoải mái, tự nhiên ứng hiện về. Những người như vậy có niệm Phật, lại được hộ niệm, rất dễ vãng sanh. Còn nếu sơ ý cứ tham chấp vào, cứ để những phiền não, ưu sầu, nào là lộn xộn thị phi, nó nhập vào tâm của mình, lúc đó dù có hộ niệm cũng khó được vãng sanh. Đây là những lời của chư tổ khai thị, để cho chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam. Nhất là phải y giáo phụng hành, để một đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Là một pháp tu tọa đàm 42. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong chương trình bắt đầu ngày hôm nay, chúng ta trả lời những thắc mắc chung quanh phương pháp hộ niệm. Nếu chư vị nào có những điều gì, một là chưa hiểu, thì cũng nên nêu ra, dù nhỏ hay lớn, đừng để nó vướng trong tâm. Phải làm sao cho tâm chúng ta rảnh rang để nhiếp tâm được mà niệm Phật mới tốt. Còn những điều gì khác, đừng có ngại, hãy cố gắng hỏi ra. Có những chuyện mình biết mà chưa được rõ, hay là chưa được chắc chắn mấy, cũng nên hỏi. Hỏi để mình biết và những người khác cùng biết. Cũng có thể là những chuyện mình biết rồi, nhưng thấy cần cho nhiều người thì cũng nên hỏi ra, gọi là vì chúng sanh mà hỏi. Ba loại câu hỏi này Phật thường thường khuyên chúng ta nên hỏi, rất có công đức. Còn những chuyện khác, ví dụ như hỏi để coi thử là ông Diệu Âm này giỏi hay dở, thì những câu hỏi này không nên hỏi. Hỏi để tìm cách bắt bí người trả lời, thì hai loại câu hỏi này Phật dạy rằng không nên hỏi. Vì hỏi ra như vậy thì tự nhiên mình mất công đức. Nên nhớ là người trả lời chẳng qua cũng chỉ trả lời trong khuôn viên nhỏ hẹp của họ mà thôi, chứ không phải là thần thánh gì mà biết hết được. Trở về câu hỏi nêu lên mấy vấn đề vừa mới thấy hôm nay. Câu hỏi là: vì lầm lẫn việc niệm Phật cầu vãng sanh với tụng kinh cầu siêu, chúng ta là đồng tu niệm Phật nên biết tất cả rồi, duy chỉ còn những Phật tử khác hoàn toàn không biết rõ, việc gì cũng phải làm cho có thủy có chung mới mong được kết quả mong muốn. Câu hỏi này là vị này muốn cho tất cả chúng sanh ai cũng biết hết. Tâm này là tâm rất tốt, rất được tán thán. Nhưng xin thưa thật, chính chư Phật cũng không làm được chuyện này. Xin thưa thật như vậy. Từ trước tới giờ, hơn cả 10 năm nay, Diệu Âm nói hộ niệm luôn luôn là nói chuyện này. Luôn luôn mở đầu ra là nhắc nhở: hộ niệm không phải là cầu siêu, hộ niệm không phải là cầu an, hộ niệm không phải là chờ chết mới kêu ban hộ niệm không phải là đợi đến lúc sắp sửa lâm chung rồi mới kêu ban hộ niệm. Ngay từ đầu cho đến cuối, lúc nào nói ra 2-3 lời là Diệu Âm cũng đã nói chuyện này, chúng ta đều biết rõ hết. Và nếu chư vị muốn cho tất cả mọi người biết, thì không có gì khác hơn là chính mỗi người chúng ta nên cố gắng vận động công cuộc hộ niệm. Có thể đem những lời nói này, những cuộc tọa đàm này phổ biến cho người ta biết. Người ta biết thì tự nhiên mình giúp được cho họ. Rõ ràng là hôm nay chúng ta đi hộ niệm hoàn toàn không phải là đi cầu siêu. Một người mà đợi cho cầu siêu thì xin thưa rằng đây là việc chẳng đặng đừng, đành phải làm mà thôi, chứ không thể nào muốn siêu sanh mà đơn giản chờ ở việc này. Cho nên theo câu hỏi này, quý vị đã có tâm muốn cho nhiều người biết. Nhưng xin thưa thật rằng, dù là Diệu Âm này đã đi khắp thế gian, khắp nơi hết để phổ biến chuyện này, nhưng chỉ phổ biến được tới người nào có duyên thôi. Còn những người không có duyên thì cũng chịu thua. Có rất nhiều người ở sát bên cạnh mình mà mình nói họ không nghe, cũng đành phải chịu thua. Và xin thưa thật, Diệu Âm cũng muốn đóng cửa để tu hành. Nhưng bên Mỹ bây giờ, người ta lại chuẩn bị sắp xếp một chuyến đi nữa, khoảng tháng 5 tới. Hình như có mấy chùa, một số quý vị đồng tu thỉnh mời qua bên đó. Thì thôi, mình cũng ráng mà đi, để giúp được cơ duyên nào hay cơ duyên đó. Đi tới chỗ nào quý vị coi, tất cả những bài nói chuyện của Diệu Âm cũng chỉ xoay quanh 3 điểm: niệm Phật, hộ niệm, vãng sanh. Chỉ có 3 vấn đề đó mà nói rất rõ, rõ từng chút từng chút. Trên thế giới bây giờ có thể nói là tới 300 ban hộ niệm đã mọc ra, và ngày đêm người ta đi hộ niệm vãng sanh. Ở đây chúng ta đã nắm vững như vậy, biết rõ là hộ niệm không phải cầu siêu là điều rất tốt. Muốn cho tất cả mọi người nắm vững những chuyện này, thì chính chúng ta trước hết phải nắm cho vững. Tức là chúng ta phải biết hộ niệm là gì. Vì chương trình chúng ta đang nói đây, rõ ràng là hộ niệm là một pháp tu, rõ ràng, chứ không phải chờ đến lúc chết mới kêu ban hộ niệm, không phải đợi mê man bất tỉnh rồi mới kêu ban hộ niệm. Cho nên câu hỏi này rõ ràng nằm ngay trong tựa đề tổng quát của cuộc nói chuyện hôm nay. Hộ niệm rõ ràng là pháp tu, từ A đến Z luôn. Trong ngày hôm nay, mình đi hộ niệm cho hai người cùng một lúc. Quý vị tham dự cuộc hộ niệm hôm nay thấy sao? Mình dặn họ từng chút, buổi sáng làm cái gì, buổi trưa làm cái gì, buổi chiều làm cái gì, trước khi đi ngủ làm cái gì, sau khi thức dậy rồi làm cái gì, nằm trên giường nếu không ngủ làm cái gì. Rõ ràng mình dặn từng chút, dặn làm sao mà cầm sâu chuỗi niệm cho đến bóng sâu chuỗi luôn. Đừng bao giờ sợ sệt, đừng bao giờ bỏ phí thời gian mà không niệm Phật. Đừng nên tiếp xúc bà con nhiều quá, đừng nên đi chơi nhiều quá, đừng kêu bạn bè tới nói chuyện nhiều quá. Rõ ràng những lời này là nói với người bệnh đó. Và có phải là nói thẳng lại cho chính chúng ta không? Chúng ta đi khuyên người ta ráng cố gắng niệm Phật đi, mà chính mình thì niệm Phật trong niệm Phật đường được 2,5 tiếng đồng hồ một ngày rồi về. Về rồi mình lại không niệm. Như vậy, rõ ràng mình đã lâm vào tình trạng chờ cầu siêu, chứ không phải là hộ niệm. Mình biết hộ niệm không phải là cầu siêu, nhưng thật sự mình là người chờ cầu siêu. Thua rồi. Chính vì vậy, khi nêu ra câu hỏi này, thật sự là thấm thía. Cầu siêu là gì? Là nằm đó chờ chết. Chờ chết rồi, con cái mới thấy sướng quá, tiếc quá, không biết sao. Tụng kinh cầu siêu. Còn ta là chủ động đi về Tây Phương Cực Lạc bằng tín, bằng nguyện, bằng hạnh. Tất cả những điều này phải làm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu không làm như vậy thì thật ra ta nói hộ niệm mà ta không làm hộ niệm. Ta nói hộ niệm không phải là cầu siêu, mà chính ta lại là người chờ cầu siêu. Tín thì phải tin cho vững vàng vào lời Phật dạy. Phật dạy gì? Thời mạt Pháp tịnh độ thành tựu, thời mạt Pháp niệm Phật thành tựu, thì nhất định một câu A Di Đà Phật phải trì giữ cho đến cùng. Mình thấy rõ ràng là bà cụ, ông cụ, hôm nay chúng ta dặn gì? Từ sáng cho đến chiều một câu A Di Đà Phật. Ngoài ra không có gì khác cả. Sáng ra thức dậy chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 tiếng. Niệm 10 tiếng rồi bỏ chân xuống giường, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật. Dặn người con gái, khi mẹ ăn cơm xong rồi, buông chén cơm xuống, phải nhắc mẹ nghe chị, niệm A Di Đà Phật. Nhắc cha nghe chị, niệm A Di Đà Phật. Nói thẳng, đi thẳng vào câu A Di Đà Phật. Không còn gì khác nữa, không còn gì lo chuyện khác nữa. Người này chính là người tin tưởng vững vàng, không sợ gì hết. Nguyện là nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh thì những nguyện khác phải rời ra khỏi cái tâm của mình. Những mong cầu khác phải rời, thì mình được gọi là giữ chánh nguyện. Nguyện tha thiết mới được. Chứ còn cứ nguyện Nam Mô A Di Đà Phật nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nhưng mà trong tâm mình vẫn còn rối bời bởi những chuyện thế gian, bởi những cái này, bởi những cái khác, thơ văn đủ chuyện, rồi triết lý, rồi kình cãi đủ thứ, rồi giận hờn đủ thứ, la lối đủ thứ. Rõ ràng là chúng ta đã đi con đường chờ cầu siêu rồi, chứ không cách nào mà hộ niệm được hết. Cho nên hộ niệm có nghĩa là tự mình phải lo trước tất cả. Và còn lo gì nữa? Lo là trước giờ phút lâm chung, sợ rằng mình không thực hiện được 3 điều tín, hạnh, nguyện, nên cần những người bạn đồng tu đến nhắc nhở từng giây một. Rõ ràng chúng ta đi con đường chắc trong chắc. Đây thật là những lời mà Diệu Âm nói trên đầu môi, lúc nào khởi ra cũng là nói tín, hạnh, nguyện trước. Tín, hạnh, nguyện luôn luôn nói 10 mấy năm nay, vẫn chung quanh 3 câu này để cho tất cả mọi người nhập tâm. Những người nào có duyên nhập tâm, họ vãng sanh. Ở Việt Nam họ vãng sanh vô cùng vi diệu, vô cùng thù thắng. Còn những người nào không có duyên thì đành chịu thua. Xin chư vị gieo cái duyên cho lớn ra, hãy cố gắng loan ra. Đây gọi là vận động hộ niệm, giao lưu hộ niệm. Chúng ta đã làm tới đây là 3 cuộc rưỡi rồi. Cuộc này là cuộc thứ 3, thứ 4 rồi. Cuộc thứ 2, vì nửa mùa phải đi qua châu Âu, cho nên chúng ta đành ngưng. Thành ra là 3 cuộc rưỡi. 3 cuộc rưỡi nói vận động hộ niệm với mục đích gì? Để cho nhiều người biết phương pháp hộ niệm. Nếu chư vị biết được việc này có lợi ích thì xin tiếp tay vận động. Để chi? Để cứu được người nào hay người đó. Lúc nào có khả năng đi hộ niệm, có dịp giảng giải thì hãy nên đi. Một lần đi hộ niệm, tự nhiên chúng ta biết thêm rất nhiều, và khả năng cứu người của chúng ta vững hơn. Có như vậy thì tự nhiên chúng ta làm được. Câu hỏi khác là, Ngài Hòa Thượng cũng thường nói đến Tam Thế Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta đương trong hiện tại của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nên tất cả kinh chú từ đâu phát sanh ra chúng ta nên giữ cho kỹ. Lo chuyện này quá rộng không tốt. Thường thường Hòa Thượng nói rằng Tây Phương Tam Thánh, chứ không phải là Tam Thế Phật. Chúng ta tu tịnh độ là đi về Tây Phương Cực Lạc, thì Ngài nói là quy y Phật là quy y A Di Đà Phật, quy y Pháp là quy y tịnh độ Tam Kinh. Và cũng không cần Tam Kinh làm chi. Quy y một kinh A Di Đà, quy y một kinh Vô Lượng Thọ là đủ, gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng là quy y Quán Âm Thế Chí. Quán Âm Thế Chí đại diện cho Pháp giới Thánh Tăng. Chúng ta cứ quy y như vậy. Thường thường Ngài nói là Tây Phương Tam Thánh, chứ không phải là Tam Thế Phật. Tây Phương Tam Thánh, chứ không phải Tây Phương Tam Thế. A-di-đà Phật là Phật hiện tại, chứ không phải là Phật quá khứ. Hoàn toàn không phải là Phật quá khứ. Nhớ cho kỹ điểm này, đừng nên lầm lẫn. Vì kim hiện tại thuyết Pháp là Ngài đang ở trên cõi Tây Phương, đang thuyết Pháp trên đó, chứ không phải Phật A-di-đà là Phật trong quá khứ đâu. Không phải như vậy. Xin chư vị nhớ cho kỹ. Khác với câu này một chút. Cho nên chúng ta muốn đi về tịnh độ, quy về Tây Phương Tam Thánh. Niệm thì niệm A-di-đà Phật, cầu thì cầu về Tây Phương Cực Lạc, và tin tưởng cho vững vàng. Cứ vậy mà đi thì con đường tu sẽ chuyên nhất. Nếu chúng ta đi theo đường lang thang nào đó thì đây là một đại kỵ đối với pháp môn niệm Phật. Nên nhớ pháp môn niệm Phật có 3 điểm tối kỵ. Trong đó tạp tu sẽ là một điều đại tối kỵ, làm cho mình mất phần vãng sanh. Cho nên kinh điển tạm thời gói lại: một lòng niệm câu A-di-đà Phật, tụng một kinh A-di-đà hoặc một kinh Vô Lượng Thọ là đầy đủ. Chúng ta đi thẳng về Tây Phương. Về Tây Phương thì tự nhiên tâm tính chúng ta mở ra. Lúc đó Pháp giới ta đều biết hết, vì chính ở từ trong tâm này phát sinh ra. Nguyện mong chư vị chuyên lòng. Nếu không chuyên thì ta đang ở trên bờ mé của con thuyền bát nhã mà đã bước lùi lại rồi. Như hôm trước mình nói, bước lùi thì phải rơi vào trong vùng tăm tối mù mịt của luân hồi lục đạo, thật là đau đớn. Mong cho chư vị quyết lòng đi cho thẳng, để một đời này thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hộ niệm là một pháp tu tọa đàm 43. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong chương trình giải đáp một vài thắc mắc hôm qua, chúng ta nhấn mạnh đến vấn đề hộ niệm khác với cầu siêu và nhắc nhở chúng ta đang tu con đường hộ niệm chủ động vãng sanh. Tất cả những câu chuyện nhằm để vãng sanh chứ không phải nằm đó chờ chết để được cầu siêu. Cái đường này hơi tiêu cực. Hôm nay chúng ta tiến tới câu hỏi khác về danh từ Tam Thế Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và vị này lo lắng là kinh Phật ta phải giữ, đọc tụng, chứ không thì có thể bị mất. Sự lo lắng này cũng hay, nhưng cao quá, to quá, sợ rằng chúng ta không làm nổi. Trong pháp môn niệm Phật, chư tổ thường dạy chúng ta là phải đóng 6 căn lại. Trong kinh Phật cũng dạy chúng ta nhiếp 6 căn lại để ngày đêm niệm Phật, đừng nên mở ra. Nếu chúng ta mở ra những vấn đề lớn quá, coi chừng đi đến chỗ mông lung, nhiều khi không nhiếp tâm niệm Phật được. Bây giờ thứ nhất là danh từ Tam Thế Phật. Thật ra là ba vị mà chúng ta đang thờ gọi là Tây Phương Tam Thánh, chứ không phải là Tây Phương Tam Thế Phật. Trong câu kinh có nói, ba đời 10 phương Phật, tức là Tam Thế Phật, thì A-di-đà được tôn xưng bậc nhất. Tam Thế Phật này có nghĩa là quá khứ vô lượng Phật đã thành Phật, hiện tại vô lượng Phật ứng hiện trong nhiều quốc độ để cứu độ chúng sanh, và tương lai vô lượng Phật chính là chúng sanh. Tam Thế Phật nghĩa là như vậy. Cũng có nghĩa khác nữa, như ở trong các kinh của giáo phái Tiểu Thừa, người ta căn cứ vào những vị Phật ở trong cõi ta bà này, và nhất là trong hiền kiếp. Sẵn đây mình cũng nói sơ qua thôi, chứ không nên khai thác quá sâu vào chuyện này, vì nó sẽ đi tới chỗ mông lung mà chúng ta không làm được. Trong hiền kiếp này là kiếp của chúng ta, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư, gọi là vị Phật hiện tại. Vị Phật tương lai là Di Lặc Tôn Phật. Trong quá khứ thì có Ca Diếp Phật là vị Phật thứ ba, rồi Câu Na Hàm Mâu Ni Phật là vị Phật thứ hai. Vị Phật đầu tiên trong hiền kiếp là Câu Lưu Tôn Phật. Đại ý là như vậy. Chuyện này chúng ta chỉ biết sơ qua thôi, đừng nên khai thác sâu hơn nữa. Trở lại vấn đề, kinh Phật chúng ta phải gìn giữ, thì xin thưa rằng khả năng chúng ta không đủ để làm chuyện này đâu. Xin chư vị đừng nên để tâm vào chuyện này nhiều quá, không tốt. Kinh Phật không phải chỉ là những bổn kinh mà mình đọc tụng qua, như vậy là đủ đâu. Ba tạng kinh điển của Phật thì mình chưa đọc được tới 1/1000, thì làm sao cho là chính mình có thể gìn giữ được kinh của Phật. Mà dù tam tạng kinh điển đi nữa, so với những kinh gốc ở bên Ấn Độ cũng không tới đâu. Và nếu đem hết tất cả những kinh của Đức Thế Tôn giảng trong 300 hội, thì như Ngài nói, cũng giống như là một nắm lá, còn pháp của Ngài là tất cả lá ở trong rừng đó. Cho nên khả năng này là khả năng của Phật làm, chứ không phải là chúng ta làm. Vì thế chư vị cũng khỏi cần lo chuyện đó. Chúng ta đừng bao giờ sơ ý mà nghĩ rằng khi Đức Di Lặc Tôn Phật thị hiện xuống đây, Ngài giảng không phải chánh pháp. Không có như vậy đâu, đừng lo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giảng chánh pháp của Phật, Ngài Di Lặc còn 600 triệu năm nữa mới xuống thế gian này, cũng giảng kinh Phật, rồi 1000 vị Phật trong hiền kiếp. Tương lai cuối cùng đến Ngài Vi Đà Tôn Thiên cũng giảng kinh Phật. Như vậy thì rõ ràng là lưu truyền kinh Phật, gìn giữ kinh Phật này không phải là khả năng của chúng ta. Cho nên chúng ta khỏi lo chuyện đó, cứ lo quyết lòng tu đi. Trong kinh Phật có nói, nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Thì chúng ta phải chú ý, khi Di Lặc Tôn Phật thị hiện xuống trần, cũng có 1000, 1,000 vị Phật khác ứng hiện ra hộ trì cho Ngài Di Lặc để khai triển chánh pháp. Trong lúc đó, liệu rằng ta có thể là một vị Bồ Tát theo Di Lặc Tôn Phật để triển khai pháp Phật hay không? Nếu thật sự muốn là một vị Bồ Tát giúp cho Ngài Di Lặc để phát huy chánh pháp, thì giờ đây mau mau nhiếp tâm lại, niệm câu A Di Đà Phật, quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta là những vị Bồ Tát, ta có khả năng về các quốc độ, giúp cho Di Lặc Tôn Phật tuyên dương chánh pháp. Đó mới là cái lo chánh đáng. Chứ nếu bây giờ chúng ta lo, nhiều khi lo rộng quá mà không nhiếp tâm được vào câu A Di Đà Phật. Giả sử mình bị lạc đường, lạc vào hàng bàn sanh chẳng hạn, một loại bàn sanh trong thời Di Lặc Tôn Phật, làm sao có thể giúp được Ngài tuyên dương chánh pháp? Vì thế, muốn gìn giữ kinh Phật không có gì khác hơn là nghe lời Phật dạy. Phật dạy gì? Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong thời mạt pháp, Phật nhấn mạnh chỗ này. Cho nên khi tu hành, ta phải quyết lòng tu theo lời Phật dạy, đừng nên tu theo những gì Phật không dạy. Do đó, những cái lo lắng này quá cao so với chúng ta. Xin chư vị yên chí đi. Chắc chắn trên pháp giới này, mỗi người có một phận sự để làm. Ta chỉ lo phận sự của chúng ta, gọi là tận phận. Tận phận của người mà nghiệp chướng sâu nặng, thì Phật nói là phải nhiếp tâm lại, ngày đêm niệm Phật, thì mới hy vọng trong một đời này về Tây Phương. Về Tây Phương thì sanh tử luân hồi không còn dính líu tới ta nữa. Ta một đời như vậy đi thẳng về cõi chánh giác thành Phật. Được vậy thì chính ta đã gìn giữ pháp Phật đó. Chứ nếu sơ ý bị lạc tới chỗ nào khác thì chết, không cách nào có thể làm gì được. Đây là những điều đúng nhất chúng ta cần phải chú ý. Còn một câu hỏi nữa là, thêm vào đó các vị Bồ Tát đều có nguyện riêng của mỗi vị, cho nên chúng ta phải khấn nguyện cho đúng. Quý vị ở đây nói còn cao quá, nói những cái toàn là của Bồ Tát, trong khi phàm phu chúng ta không chịu làm cái chuyện của phàm phu, lại làm chi những chuyện của Bồ Tát. Cầm một quyển kinh lên, Phật dạy cho Bồ Tát tu như thế này, thì ta gấp lại ngay lập tức. Vì Phật dạy cho Bồ Tát, chứ không phải Phật dạy cho phàm phu. Lật kinh nào Phật dạy cho phàm phu tục tử phải tu như thế này. Mau mau đọc lên, đọc xuống, đọc tới, đọc lui, ứng dụng liền lập tức. Vì kinh Phật, học Phật, lúc nào cũng phải ứng căn cơ. Xin chư vị nhớ là ứng căn ứng cơ, nhất định không thể nào sơ ý được. Lật một quyển sách ra, Bồ Tát tu như thế này, người ta giảng toàn là cảnh giới của thượng căn thượng trí, bám theo đó nhất định ta sẽ lạc đường. Cho nên những điều này ngoài khả năng của chúng ta. Bồ Tát nguyện sao thì Bồ Tát nguyện, phàm phu chúng ta nguyện vãng sanh về Tây Phương. Phật dạy như vậy, ta quyết lòng nguyện như vậy, nhất định không đi chỗ khác. Nếu đi chỗ khác, ta sẽ vướng tới vấn đề gọi là tạp tu. Tạp tu là một đại chướng ngại trên con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định trong một đời này, ta không cách nào được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho chư vị chú ý, nhiếp tâm lại, đừng nên mở ra nữa. Đã nhiếp lại thì cái gì cũng phải nhiếp, bỏ hết, buông hết. Thực hành cái gì hợp căn hợp cơ của ta đi, thì nhất định ta sẽ thành tựu. Những cái không hợp căn cơ, cứ theo đó thì ta có thể nói hay, ta có thể mơ tốt, nhưng sau cùng rồi thì rụng rời, không cách nào có con đường vượt qua sanh tử luân hồi được. Mong cho chư vị cố gắng nhớ kỹ điểm này để quyết lòng thành tựu đạo quả. Nói chung lại, phận sự của chúng ta trong thời mạt Pháp này là phải làm sao nương vào đại nguyện của Đức Phật A-di-đà để nhất định vượt tới Tây Phương thành đạo trước. Còn những kinh điển của Phật, xin thưa với chư vị, kinh điển của Phật có chư Phật lo, hạnh nguyện của Bồ Tát có Bồ Tát lo. Tất cả những gì trong thế giới này đã có sự an bài hết. Phật A-di-đà thấy vô lượng vô biên chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, nếu không nhắc nhở cho thật kỹ, chúng sanh không biết đường đi, nếu cứ mơ mơ màng màng sẽ rơi vào tam ác đạo. Rơi vào tam ác đạo thì thiên thu vạn kiếp, Phật nhìn cũng đành rơi nước mắt, chứ không cách nào cứu được. Vì đó là những người vô duyên với Phật. Nhớ là Phật không cứu được người vô duyên. Như vậy ta phải đóng vai có duyên với Phật. Bằng cách nào? Tin tưởng pháp môn niệm Phật, quyết lòng tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương, ôm lấy câu A-di-đà Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ta có cái duyên, đại duyên với Phật A Di Đà. Nhất định ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này để thành tựu đạo quả. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hộ niệm là một pháp tu tọa đàm 44. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ta tiếp tục trả lời những vấn đề hỏi trong tờ giấy này. Có nhiều câu hỏi cũng hay, và có nhiều vấn đề hình như là đi ra ngoài chương trình của chúng ta. Câu hỏi thứ nhất: ai ai cũng mong muốn mình được vãng sanh. Tốt quá! Vậy ta phải tự làm gì cho bản thân của ta trước? A. Là cần thuộc kinh A-di-đà. B. Là phải làm sao cho đúng mới mong có hy vọng tốt và mai này. C. Tự bản thân phải lo sám hối trước khi cùng đi đến cộng tu niệm Phật mỗi ngày. Có sám hối là bớt được nghiệp chướng. Khi ta xả bỏ báo thân, bớt rất nhiều trở ngại, giảm bớt mê mờ. À, câu hỏi này chung chung rất là tốt, không có cái gì xa lạ. Chúng ta phải nhớ là thuộc kinh hay không thuộc kinh A-di-đà không phải là điều kiện của Phật đưa ra để vãng sanh. Cho nên xin đừng đưa vấn đề này để bắt buộc. Có những người già không biết tụng kinh A-di-đà, cứ một câu A-di-đà Phật niệm tới cùng, coi chừng người ta được vãng sanh, chứ không phải ta thuộc kinh A-di-đà là được vãng sanh đâu. Dù cho có thuộc cả bộ kinh Vô Lượng Thọ, dài hơn gấp 10 lần kinh A-di-đà, cũng chưa chắc gì được vãng sanh. Điều quan trọng là ta có niệm Phật hay không? Ta có nhiếp tâm được hay không? Vấn đề vãng sanh, điều căn bản là khi nằm xuống, liệu rằng trong tâm chúng ta đã buông xả hết chưa? Nếu chấp rằng tôi đã thuộc kinh A Di Đà thì chắc chắn được vãng sanh. Coi chừng lúc đó người ta tới niệm Phật, mình chê những người này chưa thuộc kinh A Di Đà, mình muốn tụng một biến kinh A Di Đà cho coi. Tụng kinh A Di Đà xong rồi, buông hơi thở ra đi trong tư thế cao ngạo đó, mất phần vãng sanh. Niệm 10 câu A Di Đà Phật tất sanh, chứ không phải niệm kinh A Di Đà. Tụng kinh, điều quan trọng là phải thành tâm. Tụng như vậy để nhắc nhở cho chúng ta biết là những người nào quyết lòng niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung, A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mắt người đó. Người đó sẽ an nhiên tự tại và được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là câu kinh tối quan trọng trong kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà chỉ có mấy trang Phật nhắc đi nhắc lại 4 lần là phải nguyện vãng sanh. Mình có nguyện vãng sanh tha thiết hay chưa? Mình có quyết lòng đi hay không? Đó là điểm chính yếu, chứ không phải là thuộc kinh A Di Đà là chính. Cho nên dù chúng ta không cần cầm bổn tụng thuộc lòng kinh, mà chúng ta không thành tâm, thì giống như một thứ tập khí tụng kinh. Nên nhớ như vậy. Tự bản thân phải lo sám hối trước khi đi đến cộng tu niệm Phật. Điều này cũng không phải là bắt buộc. Sám hối có căn bản của người sám hối. Ngài Liên Trì có đưa ra vấn đề sám hối. Ngài nói, những người cứ chuyên môn ngày nào cũng lo sám hối thì coi chừng mất phần vãng sanh. Ngài nói lạ lùng lắm. Tại sao vậy? Vì phải nghe cho kỹ. Sám hối theo như Hòa Thượng Tịnh Không, tức là mình biết mình có làm điều gì sai đó, nhất định quyết thề là từ đây không làm những chuyện như vậy nữa, và nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu những người cứ một lòng ngày nào cũng sám hối, tức là luôn luôn nghĩ tới cái nghiệp của ta, thì nên nhớ rằng mình nghĩ tới những cái nghiệp, nghĩ tới những điều sai, thì đây là cái duyên. Cái duyên này sẽ duyên với cái nghiệp, thì nghiệp sẽ trùng trùng duyên khởi. Nhớ cái nghiệp này thì cái nghiệp khác cũng theo đó nổi lên. Thường thường chúng tôi hay nói, tu là bắt đầu từ đây, tu thẳng cho đến ngày chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tu là trở về trong quá khứ, nhớ đến những lỗi lầm của mình. Vì nhớ đến những lỗi của mình thì mình khổ, nhớ đến những cái lỗi của mình thì mình thấy mình có lỗi, nhớ đến những lỗi của mình thì mình đau khổ vì những cái nghiệp đó. Và đó là cái duyên làm cho những nghiệp đó hiển hiện về và bắt ta phải hưởng cái hậu quả, tức là cái quả báo của nghiệp đó. Vô tình ta cứ bị lăn lộn trong nghiệp nhân quả báo mà không thoát được. Trong khi pháp môn niệm Phật là gì? Phật cho chúng ta gói những cái nghiệp đó lại. Gói bằng cách nào? Khi buồn hãy cất tiếng niệm Phật lên. Khi nhớ tới nghiệp, hãy cất tiếng niệm Phật lên. Giận gì đi nữa cũng phải cất tiếng niệm Phật lên. Luôn luôn nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật, chứ không phải luôn luôn nhớ tới cái lỗi của mình. Vì nhớ tới cái lỗi của mình thì rất là nguy hiểm cho người đới nghiệp vãng sanh. Còn nếu chúng ta là người tu tự lực thì có quyền nhớ. Vì nhớ nghiệp thì mình mới cố gắng diệt nghiệp, nghĩa là lăn xả vào chuyện đấu tranh diệt nghiệp, gọi là đoạn hoặc chứng chơn. Tự họ phải đi lấy. Đó là đường tự lực. Còn ta là đường nhị lực, là nương theo đại lực của Phật A-di-đà để mình về Tây Phương. Ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, nhất định kiến Phật. Đây là câu của Đại Thế Chí Bồ Tát nói trong Kinh Lăng Nghiêm, tức là tưởng Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, niệm Phật, chứ không phải là nghĩ nghiệp, nhớ nghiệp, tưởng nghiệp, đau khổ vì nghiệp, lo sám hối vì nghiệp. Sám hối cũng là một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng. Khi câu A Di Đà Phật nhập vào tâm rồi, thì tự nhiên câu A Di Đà Phật thải ra những cái nghiệp, nó thải ra những nhân chủng xấu của mình. Được hay không? Hết hay không? Không cần biết, cứ cho nó thải ra, nó bao lại, gọi là phủ nghiệp lại. Cho nên có câu bất phạ niệm khởi, đảng phạ giác trì, chính là ý nghĩa này. Phạ là sợ. Nếu mình cứ lo sợ tới nghiệp thì nhất định cái nghiệp nó sẽ hiện ra. Nó hiện cho đến lúc mình lâm chung, nó quay mình như con vụ, gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái nghiệp đó nổi lên bao vây mình trong lúc lâm chung, nhất định mình bị trở ngại. Bây giờ cứ nhớ tới câu A-di-đà Phật, nhớ tới Tây Phương Cực Lạc, nhớ tới hình ảnh A-di-đà Phật. Một lòng mà niệm thì tự nhiên câu A-di-đà Phật chiếm trọn tâm chúng ta, và nó thải ra những nghiệp, nó bao cái nghiệp lại, gọi là đới nghiệp. Bao nghiệp mà đi vãng sanh, chứ không phải là sám hối cho hết nghiệp rồi mới nguyện vãng sanh. Hoàn toàn để tự câu A-di-đà Phật sám cho nó sám, tự câu A-di-đà Phật diệt sao thì diệt, kệ nó. Mình chỉ lo nghĩ tới A-di-đà Phật, nghĩ tới về Tây Phương. Đây là đi thẳng. Nhất định xin quý vị phải nhớ là không được quay trở lại trong quá khứ mà nhớ tới những lỗi lầm của mình, không được quay vào những lúc mình làm bậy mà đau mà khổ. Vì mình đau mình khổ thì lúc đó cái nhân chủng xấu hiện ra, và mình đang trả cái quả xấu. Nếu mình tiếp tục nghĩ như vậy, đến lúc mình nằm xuống rồi, người ta tới khuyên: anh ơi, anh niệm Phật đi. Trời ơi, trong quá khứ tôi sám hối chưa hết. Mình đang lo nghĩ cái nghiệp, tức là mình đã trở về trong quá khứ, mình chìm vào trong đó, mình bị sai. Cho nên đi thì phải đi cho thẳng tắc. Nhất định A-di-đà Phật đã dành tất cả những năng lực của Ngài để đón những người nghiệp nặng tình sâu đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Vì thật ra đại nguyện của Đức Phật A-di-đà chính yếu là cứu những người tội chướng sâu nặng như chúng ta. Vì những người này, thật ra họ là những vị Phật, nhưng mà vị Phật đã mê rồi, cho nên họ làm những điều sai. Làm điều sai mà không cứu họ thì vị Phật này sẽ tiếp tục lăn lộn trong lục đạo luân hồi, và có thể bị đọa vào trong tam ác đạo. Đây là một điều mà chư Phật thương hại chúng sanh, không nỡ nào bỏ chúng sanh. Hôm trước chúng ta có nói đến Tam Thế Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật vị lai chính là chúng ta, Phật vị lai chính là tất cả chúng sanh. Đó là hiểu nghĩa của Đại Thừa. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Cho nên mong chư vị đừng nên quá nhắm vào những chuyện sám hối. Sám hối là bất nhị quá. Sám hối là đừng làm như vậy nữa. Ví dụ trước đây ta nói chuyện sai lầm, nay nhất định không nói như vậy nữa. Thân khẩu ý cần gìn giữ, tức là sám hối. Sau đó một lòng một dạ niệm Phật để đi về Tây Phương. Xin nhớ cho kỹ điểm này, đừng nên sơ ý mà đi ngược lại trong quá khứ, thì chúng ta sẽ bị kẹt trong nhân quả, kẹt trong hậu quả xấu, chúng ta mất phần vãng sanh. Xin nhớ kỹ điểm này. Có sám hối là bớt được nghiệp. Trước khi ta xả bỏ báo thân bớt rất nhiều. Đây là câu nói rất hay, đây là lời nói chung. Nhưng trong khi sám hối mà thấy vấn đề sám hối là hạnh nghiệp chính, thì chúng ta đã biến trợ hạnh thành chánh hạnh. Ở đây nếu chư vị quyết lòng ngày nào cũng lo sám hối, thì biến việc sám hối thành chánh hạnh. Trong khi đó chánh hạnh của người niệm Phật là niệm câu A-di-đà Phật. Làm thiện làm lành tức là sám hối. Làm thiện làm lành phải là trợ hạnh. Nếu quý vị đưa chuyện làm thiện làm lành lên thành chánh hạnh, thì nhất định tam thiện đạo hy vọng có thể tới, nhưng vẫn còn trong lục đạo luân hồi, nhất định không thể vượt qua tam giới, không thể đi về Tây Phương Cực Lạc. Sám hối là làm thiện làm lành, chứ không có gì cả. Như vậy, làm thiện làm lành là quả báo trong lục đạo luân hồi. Niệm câu A Di Đà Phật là quả báo về Tây Phương Thành Đạo Vô Thượng. Mình tưởng tượng về Tây Phương Thành Đạo Vô Thượng còn làm được, huống chi là làm cái nghiệp lục đạo luân hồi. Cho nên sám hối thì chư vị phải lo sám hối. Nhưng ví dụ như cộng tu ở đây từ đầu cho đến cuối, chúng ta thấy có sám hối đâu. Nhưng thật sự ta đã sám hối rồi. Vì sao như vậy? Thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Xin thưa, đây không phải là sám hối sao? Nếu mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối, con xin thành tâm sám hối. Nếu đứng trước một người bệnh sắp sửa chết mà ta cứ nhắc những lời sám hối này, thì làm cho người ta cứ càng ngày càng nghĩ về lỗi lầm của họ, chìm vào trong những tội lỗi của họ, chìm vào những sai lầm của họ. Họ sẽ sợ mất hồn mất vía luôn. Họ không còn niềm tin nào để đi về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì vậy mới thấy, nếu quý vị coi trong phim cô Trần Thị Kim Phượng, tôi bày cho cô đó sám hối như thế nào. Cô ta đã làm đại tội, phá thai, trong khi cái thai gần 7 tháng rồi mà còn dám phá. Tình trạng gia đình sau đó không biết. Khi cô khai lên, nếu mà người hộ niệm không biết, cứ bắt cô sám hối đi, nhất định cô đó sẽ bị đọa lạc. Vì cô sợ. Trong khi cô khai ra, tôi khen, tôi nói, cô thành tâm như vậy thì tốt lắm. Thôi bây giờ Phật đã tha cho cô rồi đó, phải quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật đi. Nhất định cô sẽ về Tây Phương để cô cứu lại những chuyện lỗi lầm của cô. Quyết tâm đi nha, đừng sợ nữa. Dạ, như vậy con được về Tây Phương không? Được, không sao hết. Bây giờ cô đã thành tâm rồi. Bây giờ đừng nhớ cái này nữa nha. Hãy một lòng một dạ niệm câu A-di-đà Phật đi. Cô quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật. Nam Mô A-di-đà Phật, xin cho con được về Tây Phương trong đêm nay. Cứ như vậy mà khen tặng cô ta. Sau cùng rồi cô được vãng sanh bất khả tư nghì. Cho nên nhớ là không được chìm cái tâm mình trong quá khứ, không được chìm cái tâm mình trong tội lỗi. Vì chúng ta đã là người có nghiệp chướng sâu nặng, tâm trí mê mờ. Trước khi biết tu, chúng ta đã làm quá nhiều điều sai lầm lắm rồi. Bây giờ nhất định phải quên cái đó đi, đừng làm cái đó nữa mà lo niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật, nhất định đi về Tây Phương. Nhiếp tâm nghĩ tới lỗi lầm, nhất định bị chui vào những tội ác trong quá khứ mà trả nghiệp, sẽ đau khổ vô cùng. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hộ niệm là một pháp tu tọa đàm 45. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay có câu hỏi là lúc nào cũng niệm Phật cho thật nhiều. Khuyên niệm Phật cho thật nhiều. Niệm Phật tha thiết, nhưng có người không được vãng sanh. Tại sao lại như thế? Pháp môn niệm Phật, điều tối kỵ là xen tạp. Khi một người niệm Phật mà xen tạp thì dù họ nói là tha thiết niệm Phật, nhưng thật ra họ không tha thiết. Người ta nói tha thiết được vãng sanh Tây Phương, nhưng thật ra họ không tha thiết vãng sanh Tây Phương. Người ta nói tôi nhiếp tâm niệm Phật, nhưng thật sự họ không nhiếp tâm niệm Phật. Ba điểm tính, hành, nguyện đã bị mất. Khi cuộc hành trình của họ đi không thẳng, cách hành trình không vững. Tại sao lại không vững? Vì tính tâm không có. Vì tính tâm không có nên người ta không tin tưởng rằng một câu A-di-đà Phật có thể vãng sanh về Tây Phương. Những người này thường thường được thấy rất rõ. Họ vay đầu này, họ mượn đầu nọ. Ngày nay họ tu cách này, ngày mai họ tu cách khác. Họ đọc khắp nơi hết. Cho nên họ không có cái gọi là nhất tâm niệm Phật. Trong khi yếu chỉ của pháp môn niệm Phật là nhất tâm, không được nhị tâm. Nhị tâm là vì không tin. Không tin thì niệm là niệm thử chứ không thành tâm. Nguyện là nguyện cho lấy lệ. Nguyện được thì nguyện, không được thì tìm con đường khác để bù vào. Đây gọi là bắt cá hai tay. Chính vì vậy mà nó phá hết tất cả công đức niệm Phật. Một khi đã nằm xuống rồi, lúc lâm chung rồi, mình mới thấy nó thể hiện ra những chuyện đó. Họ không đành đoạn niệm câu A-di-đà Phật. Họ muốn cái này, họ muốn cái nọ. Chính vì vậy mà thường thường nói là tha thiết niệm Phật, nhưng mà không được vãng sanh, chính là những người này. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nhắc lên nhắc xuống là niệm Phật phải nhất tâm niệm Phật. Tất cả cái gì cũng dồn vào niệm Phật. Ví dụ như hôm qua chúng ta nhắc đến chuyện sám hối. Xin thưa thật, tất cả các pháp môn, các hành tu đều là sám hối hết, chứ không phải là đọc kinh Lương Hoàng Sám là sám hối. Không phải ta đọc kinh Thủy Sám là sám hối. Không phải. Sám hối khi bước vào trong đạo tràng tu hành, dù dưới hình thức nào cũng là sám hối. Tu là sửa đổi. Sám hối chính là sửa đổi những sai lầm của mình. Cho nên mình thấy rõ ràng rằng những người mà thường chuyên sám hối, tốt hay xấu? Rất là tốt. Cần không? Rất là cần. Nhưng mà cuối cùng thì nghiệp họ diệt không nổi. Và sau cùng rồi hình như là không thấy một hiện tượng nào gọi là thoát vòng sanh tử. Không có một hiện tượng nào vãng sanh. Chính vì chủ trương diệt nghiệp thì nghiệp nó diệt mình. Chủ trương đối đầu với nghiệp nên bị nghiệp đối đầu với mình. Nó đối đầu với mình tức là nó ứng hiện trước mặt mình, ứng hiện trước cái tâm của mình, bắt mình phải đối trị với nó. Cho nên cách của người niệm Phật là không đối diện với nghiệp, mà đối diện với gì? Đối diện với A-di-đà Phật. Lạy A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trước mặt mình là A-di-đà Phật. Lúc lâm chung, người ta đem tấm hình A-di-đà Phật đến trước mặt mình, cho mình nhìn. Rồi mình còn đi đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải đi diệt nghiệp. Đó là điều quan trọng vô cùng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ trên bản đó, khéo giữ cái miệng, không nói lỗi người. Khéo giữ cái thân, không để mất luật nghi. Khéo giữ cái ý, đừng nghĩ tầm bậy tầm bạ. Rõ ràng đây là sám hối. Chính như vậy là sám hối, chứ không phải sám hối là đọc các bài sám hối lên. Không phải chúng ta cứ đọc vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô thỉ tham sân si. Không phải đọc cái câu đó là sám hối. Câu đó là nói cho mình biết tất cả đều do miệng nè, thân nè, ý nè, sinh ra, tạo ra hết. chúng ta phải khéo gìn giữ cái đó, tức là sám hối. Cho nên phải cẩn thận. Một câu A Di Đà Phật tức là sám hối. Tôi nhận được bài viết về Ngẫu Ích Đại Sư. Chúng ta đi có kinh có điển hết, chúng ta đi theo tổ theo kinh hết. Ngài nói, người niệm Phật rất kiêng kỵ kẻ không có chủ trương. Sau đây là lời của tổ nói: nay vầy, mai khác. Khi gặp nhà thuyết giáo thì muốn tầm chương trích cứu, học luật, học kinh. Gặp người tu thiền lại mong thâm cứu thoại đầu, theo cơ phong chuyển ngữ. Gặp bậc trì luật thì thích ôm bá khất thực, tu hành đầu đà. Thế nên sự sự không rồi, điều điều chẳng trọn. Đâu biết rằng khi câu Phật hiệu niệm được thuần thục thì ba tạng 12 phần kinh đều gồm ở trong đó, 1.700 công án cơ quan hướng thượng đều ở trong đó, 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ở trong đó. Vì người ta không tin, không vững lòng nơi câu A Di Đà Phật, nên mới đi tìm đầu này tìm đầu nọ, vô tình bị xen tạp. Xen tạp là đại kỵ trong đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nên nhớ cho thật kỹ điểm này. Chính vì thế xin thưa là đừng bao giờ nghĩ rằng sám hối là đọc một bài kinh lên là sám hối. Đi vào đạo tràng, ngày đó là ngày tịnh khẩu, nếu ta thốt lên một lời nói, chính là ta đã tạo nghiệp. Tại sao như vậy? Vì ta không gìn giữ cái nghiệp của miệng, ta đã phạm giới. Phạm giới thì sao? Nhất định tuần sau ta không làm như vậy nữa. Đó tức là sám hối, chứ không phải là đọc bài kinh sám hối đó, mà tiếp tục tới đạo tràng, cứ dùng thân, khẩu, ý phá hết những giới luật trong nhà chùa. Ví dụ như gặp một vị sư làm sai, ta nêu cái lỗi của vị sư lên. Nếu không biết tu thì ta nêu sao nêu? Lúc đã biết đạo rồi, nhất định đừng nêu cái lỗi của vị sư. Vì trong Kinh Đại Tập, Phật nói, mình nói một điều sai trái của một vị sư, giống như là sỉ vả vào mặt Phật vậy. Câu này nặng lắm. Vị sư đó làm sai, kệ họ. Họ có nhân quả của họ, không mắc mớ gì. Khi vị đó làm sai mà ta phải chịu xuống địa ngục, đó gọi là sám hối. Ví dụ như một thầy, khi mình nói họ sai thì do cái ý chúng ta đã khởi niệm sai, mà khi nói cái sai của người ta thì thân chúng ta không kính trọng người đó. Tự nhiên từ một cái đó mà thân khẩu ý phạm hết. Như vậy thì ta sám hối có chục lần đi nữa, đọc cả vạn bài kinh đi nữa, ta vẫn bị lỗi như thường. Chính vì vậy, khi ta biết được chuyện này, thật ra sám hối nằm ngay tại tâm này. Tâm gì? Tâm hiền lành chất phát. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, bất phạm oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Cứ lấy đó mà làm, chính là sám hối của Kinh Vô Lượng Thọ, chứ không phải là cầm bài kinh này đọc, cầm bài kinh kia đọc là sám hối. Nếu sơ ý, chúng ta đi đến chỗ gọi là tạp tu. Với pháp môn niệm Phật, bây giờ mình đang trì kinh A Di Đà. Quý vị cứ đọc hoài kinh A Di Đà, đọc lên đọc xuống, đọc cho thuộc lòng. Thuộc lòng thì phải hiểu nghĩa. Mình coi từ đầu chí cuối trong kinh A Di Đà, Phật có bao giờ nhắc đến hai chữ sám hối đâu, phải không? Phật nhắc gì? Phải cố gắng nhiếp tâm niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Và gì nữa? Ngài nói 4 lần là phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người nào mà nghe ta nói về Đức Phật A Di Đà thì phải phát tâm tha thiết vãng sanh về đó. Ngài nói tới 4 lần nguyện vãng sanh, không chỗ nào Ngài nói sám hối hết. Tại sao như vậy? Vì nhiếp tâm niệm Phật là sám hối. Để kết thúc, quý vị nghe những lời của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư. Ngài nói thấm thía lắm. Cho nên chúng ta đi có kinh có điển, chúng ta phải đi đúng đường, không nên đi sơ ý. Ngài nói, người chân thật niệm Phật, buông bỏ cả thân tâm thế giới, là đại bố thí. Mình cứ tưởng đem 1 đồng bạc ra cho người này, đem cái gì đó ra cho người kia là bố thí. Cái đó gọi là tiểu bố thí mà thôi. Cái tiểu bố thí đó mà nhập trong tâm rồi thì nhất định vì cái bố thí này mà mình hưởng chút khen tặng, chút phước báo nào đó trong cõi nhân thiên là cùng, không vượt qua tam giới. Mà người chân năng niệm Phật, gọi là chân năng niệm Phật, là chân thật và siêng năng niệm Phật, buông xả thân tâm thế giới, không nghĩ ngợi gì hết, lục đạo luân hồi đều buông xả hết, cạnh tranh ganh tị bỏ luôn. Đây là người đại bố thí. Vì sao? Vì người này khi về trên Tây Phương rồi thì họ cứu độ đến vô lượng vô biên chúng sanh. Trong hiện tại bây giờ, người ta quyết tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật như vậy, xin thưa thật là trong vòng 40 dặm chung quanh chúng sanh đều hưởng cái công đức của họ. Bố thí này lớn không tưởng tượng được, gọi là bố thí ba la mật. Niệm Phật không khởi tham sân si mạng là đại trì giới. Chân năng niệm Phật bất khởi tham sân si mạng, tức là đại trì giới. Như vậy rõ ràng người nhiếp tâm niệm Phật chính là người trì đủ tất cả các giới. Người tới đạo tràng đang niệm Phật, muốn làm cái này, muốn làm cái nọ, động hết tâm người ta, hoàn toàn không trì giới gì cả, mất hết rồi. Chính vì vậy mà thường thường người ta nói, thà khuấy đục vạn dòng sông cũng không được quyền động đến một người niệm Phật. Hán Việt là ninh động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm. Khi người ta đang niệm Phật, mình la lên một tiếng, làm động tâm người niệm Phật. Mình nói chuyện một tiếng, động tâm người niệm Phật. Cho nên tu hành mà không biết đường tu, tự nhiên mình phá giới. Phá giới thì sao? Bây giờ mình phá giới, mình có sám hối cho mấy đi nữa cũng bị cái nạn này, bao nhiêu công đức mình mất hết. Chính vì vậy mà mình phải biết đường đi rõ ràng, đừng nên sơ ý mà đi sai đường. Niệm Phật không quản nhân ngã thị phi là đại nhẫn nhục. Chân năng niệm Phật bất quản nhân ngã thị phi, tức đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng là đại tinh tấn. Niệm Phật không còn mộng tưởng thô tế là đại thiền định. Niệm Phật không bị các pháp khác mê hoặc, lôi cuốn là đại trí huệ. Quý vị tưởng tượng đi, Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, nhất cú Di Đà, tam tạng kinh điển bao gồm trong một câu A Di Đà. Như vậy thì pháp niệm Phật từ trên tới đẳng giác, xuống tới phàm phu như chúng ta, xuống các hàng địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, cũng là một câu A Di Đà Phật này mà thành Phật. Bây giờ mình cứ tưởng tượng thử, một sự sám hối nào mà có thể đưa một người từ hàng địa ngục lên tới Tây Phương thành Phật không? Chuyện trong thiên hạ có Ngài Lương Võ Đế, bà thứ phi của Ngài chết biến thành súc sanh. Ngài phải nhờ cả hàng ngàn vị tăng, cao tăng đắc đạo tới lập ra đàn tràng, gọi là đàn tràng Lương Hoàng Sám, để cứu độ người vợ. Cứu được đến đâu? Một năng lực vĩ đại như vậy, vì Ngài là một đế vương mà, cứu được lên một cảnh trời. Trong khi Ngài quan một nữ niệm Phật có một ngày mà thôi, tất cả địa ngục sạch trơn. Mình coi năng lực nào lớn hơn. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói, dẫu cho một chúng sanh làm tội ngũ nghịch thập ác sẽ xuống dưới địa ngục, nhưng trước những giờ phút lâm chung, có người nhắc nhở thành tâm sám hối. Sám hối cách gì? Cũng là một câu A-di-đà Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật, Ngài A Xà Vương Thế vãng sanh về Tây Phương tới thượng phẩm trung sanh. Quý vị coi năng lực của câu A-di-đà Phật mạnh như thế nào. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, dẫu cho những người trong tam ác đạo nghe danh hiệu của ta mà phát lòng tin tưởng nguyện vãng sanh về nước ta, niệm đến 10 niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương, ta thề không thành Phật. Cho nên năng lực của câu A-di-đà Phật mạnh vô lượng vô biên. Chính vì thế mà cứu độ đến tất cả chúng sanh. Chưa có một pháp môn nào nói lên là cứu độ tất cả chúng sanh. Xin chư vị đừng nên chao đảo tinh thần. Giữ một câu A-di-đà Phật, nhất định ta sẽ thành tựu. Nếu không giữ câu A-di-đà Phật, xen kẽ những chuyện khác, thì nhất định ta đây có niệm Phật cho mấy đi nữa cũng không được vãng sanh. Cho nên câu hỏi này rất hay. Tại sao có người niệm Phật mà không được vãng sanh? Xin thưa, vì trong tâm đã bị xen tạp rồi, niềm tin đã yếu rồi, cho nên sau cùng mất phần vãng sanh là như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Là một pháp tu tọa đàm 46. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục giải quyết những vấn đề. Sau đây là câu hỏi. Xin cư sĩ cho biết về sự thuận lý và nghịch lý của việc niệm Phật cầu vãng sanh. Pháp niệm Phật là đại chánh pháp của Đức Thế Tôn để lại. Đã là đại chánh pháp thì làm gì có chuyện thuận lý và nghịch lý. Nghịch lý chẳng qua là con người không chịu tin lời Phật dạy, nghi ngờ lời Phật, cho nên nghịch tử thì có, chứ làm gì có nghịch lý trong đại pháp của Phật. Phật dạy phải tin tưởng cho vững, mình không tin, mình là nghịch tử, là Phật tử ngỗ nghịch. Phật dạy phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình không chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình nguyện cho giàu có, mình nguyện cho hết bệnh, nguyện cho những cái gì của lục đạo luân hồi. Mình là Phật tử nghịch, gọi là nghịch tử, chứ làm gì trong Pháp Phật mà có chuyện nghịch lý. Phật dạy pháp môn niệm Phật là phải chuyên nhất niệm câu A-di-đà Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Lúc trang nghiêm thì niệm ra tiếng, lúc không trang nghiêm thì niệm thầm trong tâm. Mình không dành thời giờ để niệm Phật, mà dành nhiều thời giờ để nghĩ những cái khác, để lo những cái khác, để đấu tranh, ganh tị. Rõ ràng mình là một Phật tử nghịch, gọi là nghịch tử, chứ làm gì có nghịch lý trong đại pháp của Phật. Xin nhớ, Pháp Phật không có nghịch, nhất định là chánh Pháp, nhất định đưa chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi. Một đời này quyết lòng tin tưởng. Xin đừng nói những lời nghịch lý mà mình bị phạm lỗi. Câu hỏi viết tiếp. Tôi nghiệp chướng nặng nề, chẳng ai muốn bị rớt lại, nhưng vì nghiệp chướng nặng, cho nên xin được phép tụng kinh sám hối cho tất cả đồng tu đều nghe. Có sám hối, may ra mới có hy vọng. Quý vị lấy lực của mình mà cưỡng lại lực của Phật, lấy cái nghĩ của mình mà bẻ ý nghĩ của Phật. Tưởng tượng mình là gì? Hãy thử nghĩ, mình có lực gì mà tụng một bài sám hối cho đồng tu hết nghiệp? Đây là sự chứng tỏ rằng niềm tin đã quá yếu. Hôm qua mình có câu hỏi, tại sao có người niệm Phật mà không vãng sanh? Thì đây là dạng người rất khó vãng sanh, nhất định khó vãng sanh. Nếu người biết tin vào pháp niệm Phật một cách chân chính, thì nghe lời Phật nói đi. Niệm Phật một niệm, phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hằng sa. Tại sao niềm tin lại quá yếu? Cứ nghĩ rằng tụng bài sám này, tụng bài sám kia để mà diệt nghiệp. Hãy đọc cho kỹ lời pháp đó và coi những phần phía sau của những kinh sám đó nói gì. Nếu quý vị hành trì kinh này thì sẽ có hy vọng trở lại cảnh giới nhân thiên. Nhất định có câu này trong đó. Trong khi đó thì kinh Phật nói rõ ràng, nếu quý vị nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật, dẫu cho nghiệp chướng sâu nặng tới đâu mà quyết lòng niệm một câu A Di Đà Phật, chí thành nguyện vãng sanh, thì dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì Phật A Di Đà thề không thành Phật. Đây là lời của Phật. Tại sao không tin? Ngài Quán Đảnh Pháp Sư là một đại tôn sư, là những vị coi như Phật, Bồ Tát tái lai xuống thế. Ngài nói như thế nào? Thời mạt Pháp, kinh sám không còn hiệu lực, chỉ còn câu A Di Đà Phật. Tại sao chúng ta không chịu nghe lời dạy? Trong khi Ngài Ấn Quang nói, từ sáng đến chiều, nhất định phải giữ tâm trong câu Phật hiệu, không được ly ra. Lúc quên trực nhớ lại là phải niệm Phật liền. Tất cả chư tổ đều là Đại Bồ Tát tái lai dạy cho chúng sanh. Trong thời mạt Pháp này, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn thoát ly sanh tử luân hồi, nhất định không để cái tâm rời câu A-di-đà Phật. Tại sao chúng ta cứ lo nghĩ là mình tội lỗi, tự kỷ ám thị? Đây là lời nói của thế gian. Còn Phật nói sao? Tất cả đều do tâm mình hiện ra hết. Nghĩ rằng mình nghiệp nặng, nhất định cái nghiệp nó bao. Tất cả những đạo tràng trên thế gian này, tìm đâu ra một đạo tràng giảng đi giảng lại, giảng lên giảng xuống câu A Di Đà Phật để cho chúng sanh nhiếp tâm vào, đi về Tây Phương. Thế mà tới hôm nay còn nói câu phải tụng một bài sám để cho chúng sanh hết nghiệp. Hãy đi điều tra đi. Những người chuyên môn tụng sám, sau cùng khi họ bỏ báo thân như thế nào? Nhìn đó mà giật mình. Rồi coi lại những phim mà người ta vãng sanh, những người trước phút chết niệm câu A Di Đà Phật, họ ra đi như thế nào? Tại sao không mau mau giật mình tỉnh ngộ để mà trì lấy câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Hôm qua chúng ta đưa ra chuyện ông A Xà Vương Thế là một người sát cha hại mẹ, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Tội này là tội ngũ nghịch, đi xuống địa ngục A Tỳ. Khi sau cùng rồi, có người nói Ngài sám hối. Sám hối bằng cách nào? Một câu A-di-đà Phật mà niệm, nguyện sanh đến Tây Phương, Ngài vãng sanh đến thượng phẩm trung sanh. Giả sử lúc đó Ngài tụng kinh sám để cầu tiêu trừ cái nghiệp của mình, có lẽ bây giờ Ngài còn ở dưới địa ngục A Tỳ rồi, chưa lên nổi đâu. Xin nhớ cho kỹ, cái tâm mình đang nghĩ gì? Tâm mình đang nghĩ nghiệp là mình đang duyên tới nghiệp, nhất định cái nghiệp nó sẽ bao vây. Cho nên mong chư vị phải trực nhớ lại, tại sao có người niệm Phật được vãng sanh, có người niệm Phật không được vãng sanh? Người mà quyết lòng sám hối nghiệp chướng, nhất định sẽ bị trả nghiệp, gọi là tùng nghiệp thọ báo, không thể nào ly ra được. Ai nói như vậy? Ngài Liên Trì Đại Sư nói như vậy. Ngài nói như thế nào? Người quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật là một người một đời này thành tựu đạo quả. Ngài nói đó là hạng thượng căn, vì có thượng căn người ta mới tin được câu A-di-đà Phật. Đừng nghĩ rằng là câu A-di-đà Phật dễ tin. Chúng ta nói đi nói lại, nói lên nói xuống không biết bao nhiêu lần, mà đến bây giờ vẫn chưa tin câu A-di-đà Phật. Ngài Liên Trì nói như vậy, phải tin câu A Di Đà Phật. Đó là những người một đời này thành đạo vô thượng. Còn những người tu theo các pháp khác, tự lực tu chứng, thì nhiều lắm là trung căn là cùng. Vì sao? Thời gian ít nhất cho họ để thành tựu phải là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ngài Tịnh Không nói, ba đại A Tăng kỳ kiếp này không phải dành cho hàng phàm phu như chúng ta đâu, mà dành cho những vị minh tâm kiến tánh. Xin thưa thật, phải nghe cho rõ. Còn những người mà chuyên môn sám hối, Ngài nói đây là hạng hạ hạ, nhất định vô lượng vô biên kiếp không thể nào thành tựu được, vì đã bị cái nghiệp nó trói rồi. Cho nên chúng ta phải nhớ cho kỹ, nhớ Phật, niệm Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, nhất định một câu A-di-đà Phật. Sám hối cũng đó, thành đạo cũng đó, cứu độ chúng sanh cũng đó. Nếu cứ ngày ngày nghĩ tới nghiệp, thì nhất định nghiệp sẽ hiện ra. Một người nghĩ mình bị ma chướng, thì nhất định ma sẽ ứng hiện, chắc chắn. Nhất thiết duy tâm tạo, xin quý vị nắm cho vững. Còn nếu quý vị nắm không vững chuyện này, thì ở đây chúng ta một ngày chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ niệm Phật, còn lại 20 mấy tiếng đồng hồ kia ở nhà cứ việc mà tụng sám, không mắc mớ gì tới đạo tràng. Đạo tràng này là chuyên tu niệm Phật. Người nào khuyết lòng đi về Tây Phương thì một câu A-di-đà Phật. Còn nghĩ rằng tới đây để sám hối thì xin lại Phật đi. Lễ Phật một lễ, tội diệt hằng sa. Đây là chư tổ nói. Tại sao chúng ta không dành tất cả năng lực dồn vào câu A-di-đà Phật? Lại Phật đi, lại cho đổ mồ hôi ra, lại cho tuôn hết tất cả những nghiệp chướng ra. Cứ lại Phật đi thì tự nhiên có sự gia trì. Tất cả sau cùng, khi nằm xuống rồi, câu A-di-đà Phật ứng hiện trong tâm, nhất định. 1 niệm 10 niệm tất sanh. Tại sao không làm? Nếu khi nằm xuống cứ nghĩ rằng ta còn nghiệp chướng nặng nề, thì nhất định không bị khủng hoảng thì cũng bị đau khổ. Không bị đau khổ thì cũng bị dọa nạt bởi oan gia trái chủ. Không bị oan gia trái chủ dọa nạt thì nhất định chính cái tâm mình đã hướng theo cái nghiệp rồi. Phá nghiệp đi, vạn kiếp sau chưa chắc gì phá nổi. Đừng nghĩ rằng tụng một bài sám, tụng một bài kinh là phá nghiệp. Xin thưa với chư vị, đừng bao giờ nghĩ rằng tụng một bài Lương Hoàng Sám là có thể phá nghiệp. Nên nhớ, Lương Hoàng Sám không phải là kinh của Phật nói ra. Trong nhà Phật chúng ta dùng kinh đó để cầu tiêu tai giải nạn thì có, vì xuất hiện từ đời Lương Võ Đế, từ nhà Đường sau Phật gần 600-700 năm. Kinh Thủy Sám là kinh xuất hiện từ thời Ngộ Đạt Thiền Sư, cũng là đời nhà Đường sau khi Phật nhập diệt hàng mấy trăm năm. Hoàn toàn không phải là kinh của Phật nói ra, ta có thể đem áp dụng để tiêu nghiệp, chứ không phải là kinh để chúng ta thành đạo. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho kỹ, quyết lòng quyết dạ niệm một câu A-di-đà Phật. Sám nghiệp cũng đó, diệt tội cũng đó, thành đạo cũng đó, phước vô lượng vô biên cũng là câu A-di-đà Phật. Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Hộ niệm là một pháp tu tọa đàm 47. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong 48 ngày liên tục trình bày về đề tài hộ niệm là một pháp tu, thì đến nay là ngày thứ 47. Chỉ còn một ngày mai nữa là chúng ta chấm dứt chương trình này. Diệu Âm xin dành 2 buổi cuối cùng để tổng kết lại những điểm quan trọng nhất cho chúng ta cố gắng quyết lòng được vãng sanh. Hộ niệm chính là triệt để ứng dụng 3 điểm tín, nguyện, hạnh. Nếu người nào thực hiện đúng tín, nguyện, hạnh 100%, chắc chắn được vãng sanh. Nếu người nào ứng dụng 3 món tương lương này giảm xuống, thì các xác suất vãng sanh về Tây Phương cũng giảm đi. Nói chung, niềm tin không vững, cho nên thường thường hay vay mượn những cách này, vay mượn những cách khác. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, cái tối kỵ của pháp môn niệm Phật là những người tâm không có chỗ định. Thấy người ta ngồi thiền thì mình cũng bắt chước ngồi thiền, thấy người ta sám hối mình cũng bắt chước tụng kinh sám hối, thấy người ta tụng chú mình cũng đi theo tụng chú, coi như là thấy cái gì cũng chạy theo hết. Vì chạy theo như vậy cho nên tâm không định vào trong câu A Di Đà Phật. Mà pháp môn niệm Phật luôn luôn Phật nhắc tới là phải trói buộc tâm mình với câu A Di Đà Phật. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng phải niệm câu A Di Đà Phật. Vì tính tâm không vững nên mới lâm vào tình trạng tạp, gọi là tạp tu hay giáp tạp. Giáp tạp thì sự hành trì không chuyên nhất. Giống như hôm nay mình đi về hướng Tây, ngày mai mình đi về hướng Bắc, ngày mốt mình đi về hướng Đông. Đi lần quần không bao giờ có hướng đi thẳng tới. Trong khi đó chư tổ nhắc đến rất kỹ, một câu A-di-đà Phật phải nhập vào tâm thì mới được vãng sanh. Còn tất cả các pháp môn khác, nếu không phải là thượng căn mà tu thì nhất định phải là lục đạo luân hồi, không thoát ra được. Cho nên xin chư vị phải nhớ, đừng nên chao đảo mà sơ ý đi con đường lòng vòng. Vô lượng vô biên chúng sanh đang đi con đường lòng vòng. Hàng triệu người khi xả bỏ báo thân, hàng triệu người bị trong vòng sanh tử luân hồi. Ta phải giật mình tỉnh ngộ. Nếu đi lòng vòng thì ta không thể nào là người đặc biệt vượt qua sanh tử luân hồi. Ấy thế mà người niệm Phật vãng sanh bất khả tư nghì hiển hiện trước mắt. Đây là sự chứng minh cụ thể. Ngài Tịnh Không nói, vì nhiều người không biết cho nên không thấy được cái của quý nó đang ở tại trước mặt. Khi gặp câu A-di-đà Phật, người ta nghi ngờ. Khi gặp câu A-di-đà Phật, người ta cứ nghĩ rằng câu A-di-đà Phật không đủ đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi Ngài nói, một câu A-di-đà Phật dư phần đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Vì không quyết tâm đi về Tây Phương Cực Lạc, cho nên cứ cố gắng trì vào những pháp để trở thành con người, để trở lại trong Tam Thiện Đạo, vẫn còn trong lục đạo, vẫn là sanh tử luân hồi mà người ta không hay. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư là một vị thiền sư. Ngài chê pháp môn niệm Phật vì Ngài là người thông minh trí huệ. Ngài làm những bài thơ khinh chê câu A-di-đà Phật. Đến khi Ngài ngã một cơn bệnh thập tử nhất sanh, Ngài tưởng rằng lúc đó Ngài chết. Nhưng may mắn Ngài qua được cơn chết đó. Ngài mới giật mình nói, ủa, nếu mà lúc đó chết thì ta đi về đâu? Ngài đặt ra câu hỏi như vậy. Thì bên cạnh Ngài có một cuốn Kinh A-di-đà, là cuốn mà bao nhiêu năm qua Ngài chê. Ngài cầm lên, Ngài đọc qua, Ngài giật mình tỉnh ngộ, nói rằng đây là con đường mà ta giải thoát đây. Bắt đầu Ngài nhiếp tâm lại, soạn qua gọi là Kinh A Di Đà Yếu Giải trong vòng 9 ngày. Mà sau này Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, dẫu cho chư Phật xuống thế gian làm yếu giải cũng chưa qua khỏi yếu giải này. Một vị tổ khi cầm Kinh A Di Đà lên, Ngài giật mình tỉnh ngộ. Trong khi chúng ta là một phàm phu, gặp được câu A Di Đà Phật, gặp được Kinh A Di Đà mà cứ tưởng là tầm thường. Tầm thường làm sao mà trong kinh nói, nếu người nào trì tụng kinh này thì 10 phương chư Phật cùng nhau hộ niệm cho người đó. Mình cứ tưởng tượng lực của 10 phương chư Phật hộ niệm vào mới đưa một người từ phàm phu tục tử về tới Tây Phương Cực Lạc mà không hay. Thế mà có nhiều người cứ mãi chạy theo những con đường trong Tam Thiện Đạo là phải tìm cách để trở lại làm người. Trong khi đó, Kinh Vô Lượng Thọ nói, trong một đời này, gặp được câu A-di-đà Phật là do thiện căn phước đức nhiều lắm trong nhiều đời nhiều kiếp, nên mới gặp được, mới tin được. Thế mà ta đã gặp được rồi, lại đành bỏ đi. Ngài Tịnh Không nói, trong một đời này mà gặp câu A-di-đà Phật, thì đối với Phật Đạo là đỉnh cao nhất rồi. Từ đây đi về Tây Phương thành đạo luôn. Thế mà lại có người muốn chùi xuống, giống như một cái tháp, đã lên đến đỉnh tháp rồi, lại muốn chùi xuống lượm những cái khác, để sau cùng trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Thật là oan uổng. Chính vì vậy mà Pháp niệm Phật rất tối kỵ, xin nhắc lại, rất tối kỵ con đường tạp nhạp. Người nào mà còn tạp nhạp thì hãy giật mình tỉnh ngộ lại đi, quyết lòng buông hết. Pháp thượng ưng xả, trong kinh Phật nói đàng hoàng, biết được câu A-di-đà Phật thì các pháp phải buông xuống hết, để mà qua sông, để mà đáo bỉ ngạn. Đừng nên gánh nữa thì chết, nó trì lại liền, nhất định phải cẩn thận. Hôm nay xin cống hiến cho chư vị một bài thơ. Hôm trước có bài thơ rồi, hôm nay có một bài thơ nữa, hay lắm. Bài thơ như thế này, trong Trung Phong tam thời hệ niệm, Quốc sư Trung Phong đã khai thị một bài thơ rất hay. Quý vị đọc bài thơ này nên thấm. Tiện tự kim triều, thành Phật khứ, lạc ban hóa chủ, dĩ hiềm trì, ngã khang cánh dục chi hồ giả, quảng thủ luân hồi, một liễu thời. Bài thơ chính là như vậy, khi giảng giải từng câu mới thấm. Tiện tự là nhờ phương tiện, là câu A-di-đà Phật. Tự là thành tựu, nhờ câu A-di-đà Phật mà ta thành tựu con đường đi thành Phật. Tiện tự hôm nay ta gặp được phương tiện này, là ta thành tựu con đường thành Phật. Đúng như vậy, tiện tự kim triều, triều là hướng về, thành Phật khứ là đi thành Phật. Lạc ban hóa chủ, lạc ban hóa chủ là A-di-đà Phật. Ngài nói, A-di-đà Phật chính là hóa chủ trên cõi Tây Phương. Dĩ là đã, hiềm là chê, trì là chậm. Lạc ban giáo chủ chê rằng, tại sao con về Tây Phương chậm vậy con? Tại sao trong đời trước con không đi, để bây giờ bị chậm vậy con? Lạc ban hóa chủ dĩ hiềm trì. Bài thơ này hay đến rợn tóc gáy đó quý vị à. Nã khang cánh dục chi hồ giả. Nã khang, thế mà có những người còn muốn. Nã khang cánh dục là canh cánh trong lòng, tham muốn những cái khác, tham muốn văn thơ, tham muốn triết lý, tham muốn tiêu nghiệp, tham muốn cái này, tham muốn cái nọ. Nã khang cánh dục chi hồ giả. Ấy thế mà có những người không chịu niệm câu A-di-đà Phật, lại niệm những thứ khác, lại thực hành cái khác, lại làm cái khác. Văn thơ triết lý để làm chi? Quản thủ, quản là quản lý, thủ là giữ, quản thủ luân hồi. Vì tham mê những cái khác, vì không tin câu A-di-đà Phật, vì vay cái này, mượn cái nọ, cho nên quản thủ là giữ lấy. Luân hồi là 6 đường lục đạo này. Một liễu thời là một đời này qua rồi, không còn cách nào trở lại được. Diệu Âm tạm dịch bài thơ trên như sau. Hôm nay ta đi làm Phật, lạc ban hóa chủ đã chê muộn màng. ham chi nghiên cứu luận bàn, đời đời kiếp kiếp lang thang sáu đường. Quý vị cứ nghĩ coi, Quốc sư Trung Phong là một đại thiền sư, ngộ đạo trong câu A Di Đà Phật. Tam thời hệ niệm pháp sự chính là do Ngài soạn ra. Chúng ta nay đã thật sự gặp con đường niệm Phật, gặp câu A Di Đà Phật, là gặp con đường đi thẳng về Tây Phương mà không chịu đi thẳng về Tây Phương thành Phật, lại còn muốn cái này muốn cái nọ để chi? Để mà từ trên đỉnh, Ngài Tịnh Không nói, leo tới đỉnh rồi lại chùi xuống. Chùi xuống dễ lắm, chỉ cần nằm một chút xíu thì lăn xuống liền. Đi lên thì khó, lăn xuống thì dễ lắm. Lăn xuống bên dưới để lượm những cái mà đại đa số chúng sanh thèm thích dưới này. Vô tình, trong Kinh Đại Tập, Phật nói, ức ức người tu hành trong thời mạt Pháp này, khó tìm ra một người chứng đắc. Ta đi theo những đoàn người đó, anh đi đâu tôi theo đó, anh đi vào trong lục đạo thì tôi cũng đi theo cho vui. Chỉ có những người nào kiên cường bất thoái mới giữ được câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Biết được như vậy, xin chư vị quyết lòng, nếu có gì chao đảo phải mau mau sám hối liền ngay chỗ này, là nhất định con trì giữ câu A Di Đà Phật. Giống như Ngài Thiện Đạo nói, dẫu cho chư Phật mười phương phóng quang minh trong đại thế giới này mà bảo ta bỏ câu A Di Đà Phật thì ta cũng không bỏ. Nếu niệm đến kiên cường như vậy, nhất định chư vị ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong tất cả chư vị giác ngộ kịp thời, một đời này nhất định ta đi về Tây Phương thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hộ niệm là một pháp tu tọa đàm 48. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư nói rằng, thời mạt Pháp này, kinh sám không đủ năng lực đưa con người vượt qua sanh tử luân hồi, chỉ còn có câu A Di Đà Phật. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, người thành tâm niệm Phật, một ngày niệm 30.000 câu Phật hiệu, thì đây là hạnh của hàng thượng phẩm thượng sanh. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, nếu một người niệm Phật, niệm một ngày, niệm 3.000 câu Phật hiệu, lấy cái chết làm định kỳ, nếu không được vãng sanh về Tây Phương, chẳng lẽ chư Phật mười phương ba đời nói lời vọng ngữ? Cho nên, chư tổ đều khuyên nhắc chúng sanh phải niệm Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư ra cái mức một ngày phải niệm 50.000 câu Phật hiệu, tức là 5.000 câu Phật hiệu, để bảo đảm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế thì, nhìn lại cách công phu của chúng ta quá yếu, không đủ bảo đảm. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, thì trong thời mạt Pháp này, nhất định không thể nương tựa vào pháp môn nào hết. Chính vì thế mà hôm nay, xin thưa với chư vị, tôi đang cầm trên tay một sấp tài liệu. Đây gọi là Cửu Phẩm Liên Đài Vãng Sanh Công Cứ mà tôi đã ấp ủ đúng 10 năm qua, bây giờ mới bắt đầu trình bày tại đây. Công cứ này là do những vị tổ trong Tịnh Độ Tông Trung Hoa soạn ra. Tôi tình cờ nhận được từ tiếng Hoa và tôi đã dịch ra đầy đủ. Trong công cứ này có tất cả 10 công cứ, trong đó 9 phẩm hoa sen, có 9 công cứ. Và một công cứ đầu tiên là để trả ơn, gọi là Tứ Trọng Ân. Ân cha mẹ, ân Phật tổ. Cho nên mới có câu là Phật ân thân ân, hào thiên võng cực, dục báo chi đức, niệm Phật đệ nhất. Nghĩa là ơn Phật, ơn cha mẹ nặng lớn bao la, bao trùm trời đất. Muốn báo đền được ân đức này, không có gì bằng niệm câu A Di Đà Phật. Đây là công cứ đầu tiên. Xin thưa với chư vị, những người nào muốn quyết lòng vãng sanh về Tây Phương thì cố gắng chuẩn bị tham gia công cứ này. Điều kiện để thực hiện công cứ này là người phải đầy đủ tín hạnh nguyện. Nếu không đầy đủ tín hạnh nguyện thì dù có thực hiện công cứ này cũng chỉ là vô ích. Cụ thể, theo Ngài Ưu Đàm Đại Sư nói, thế nào gọi là tín? Tin niệm Phật nhất định được vãng sanh. Như vậy ta niệm Phật phải vững lòng tin ta được vãng sanh, không được nghi ngờ. Tin niệm Phật nhất định diệt trừ tất cả tội lỗi. Hôm trước chúng ta đã đưa ra rồi, chư tổ đã dặn rồi. Tin niệm Phật nhất định được Phật gia trì. Nên nhớ, một người niệm Phật được chư Phật phóng quang gia trì. Không những chư Phật mà chư Đại Bồ Tát cũng phóng quang gia trì, chư Long Thiên Hộ Pháp gia trì. Phải tin cho vững. Nếu tin không vững thì không thể nào thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi trong đời này. Tin niệm Phật nhất định được Phật chứng minh. Có nhiều người nói, tôi tội nghiệp nặng quá, tôi niệm Phật, Phật quên tôi, Phật không tới rước. Niềm nghi ngờ này làm cho mình mất phần vãng sanh. Tin niệm Phật nhất định được Phật tiếp dẫn. Chắc chắn, đừng bao giờ nói ta ở đây không biết Phật quang có chiếu tới hay không. Phật quang phổ chiếu khắp mọi nơi, luôn luôn phóng khắp tất cả mọi nơi để cứu độ những người niệm Phật. Ta phải tin theo vững vàng. Tin niệm Phật, hễ có lòng tin thì được vãng sanh. Câu này rất quan trọng. Nếu không có niềm tin, nhất định không được vãng sanh. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải tin cho vững. Nhất định ta được vãng sanh. Bất cứ lúc nào ta tắt hơi là vãng sanh. Phải tin cho vững. Nếu không có lòng tin, bây giờ có lập công cứ này, dù một ngày niệm Phật cho đến 4-50 ngàn câu cũng không được vãng sanh. Nên nhớ điểm này cho thật vững. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ chắc chắn không còn thoái chuyển. Tam bất thoái, không còn thoái chuyển xuống phàm phu, không còn là nhị thừa, mà tam bất thoái là đi thẳng về cõi Phật luôn. Đây là Ngài Ưu Đàm đời nhà Nguyên khẳng định như vậy. Thiết nguyện là phải ngày ngày quyết lòng cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không được nguyện mông lung. Khi bệnh xuống, không được nguyện hết bệnh. Phải nhớ, đây là cái nguyện chính xác của người tha thiết nhất. Cho nên, những người quyết lòng như vậy thì đối với bệnh trạng họ coi như pha, không ăn nhầm gì hết. Đối với những phiền não thế gian coi như pha, bỏ hết, buông hết. Chánh hạnh là dành tất cả thời giờ để niệm câu A Di Đà Phật, không được chủ ý xen tạp bất kỳ một hình thức nào. Đây là 3 điều kiện căn bản để thực hiện công cứ này. Vì thời gian có hạn nên chúng tôi rút gọn, nói rất ngắn về công cứ này. Vì đây là công cứ tinh tấn niệm Phật để một đời này được vãng sanh, chắc chắn được vãng sanh, theo như tiêu chuẩn của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư. một ngày niệm 3 vạn câu Phật hiệu mà không được vãng sanh, thì chư Phật 3 đời 10 phương nói lời vọng ngữ. Ngài nói câu này rất là nặng. Cho nên, khi mình quyết tâm niệm Phật, nhất định sẽ được vãng sanh. Nếu ta không được vãng sanh là vì công phu của ta quá yếu, sức niệm của ta quá yếu, sức nguyện của ta quá yếu. Thường thường những cái này cản trở lại. Nếu một người quyết lòng đi về Tây Phương, thì công cứ này nhất định sẽ đưa quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì công cứ này là công cứ tinh tấn, nên trong 10 năm qua tôi thực sự không dám phổ biến. Vì muốn phổ biến cho một người nào thì cần phải dặn dò kỹ càng, không được tự động tung ra cho ai muốn làm gì thì làm. Vì sao vậy? Vì Ngài Tịnh Không nói rằng thời mạt Pháp này nhất định không được đóng cửa tự tu tinh tấn. Cho nên dù là có công cứ, nhưng bắt buộc phải tùng theo đạo tràng, tùng theo nhóm, theo niệm Phật đường để mà cộng tu, chứ không được đóng cửa để tinh tấn làm công cứ. Chính vì thế có những người khi nhận công cứ này chỉ được nhận 1 tờ thôi, không được nhận đủ 10 tờ. Như chị Chúc Đức là người phát tâm nhận công cứ đầu tiên. Đây thật sự là một điều rất hoan nghênh, rất là tốt. Nhưng khi bắt đầu chị trở về đây rồi, thì chị phải trả lại tất cả những tờ kia. Tờ nào đang công cứ, chỉ nhận 1 tờ đó công cứ mà thôi. Khi về trên Melbourne, chị phải gia nhập với các nhóm đạo tràng trên đó để cùng tu chung với họ, rồi sau đó làm công cứ, chứ không được đóng cửa tự công cứ riêng. Vì nhớ rằng nếu lực của chúng ta không đủ thì có thể chúng ta bị trở ngại. Chính vì thế, luôn luôn khi công cứ này phải có sự theo dõi lẫn nhau để mà giải quyết cụ thể. Công cứ này, tờ thứ nhất là để báo ân, niệm Phật, báo ân cha mẹ. Công cứ này đại khái là như thế này: cứ thành tâm niệm 1000 câu Phật hiệu thì được tô vào một điểm nhỏ trong hình vẽ này. Trong vấn đề tu này thì thời gian công phu cộng tu với đại chúng không được kể, lúc nhỏ rau, bữa củi cũng không được kể, chỉ kể những lúc coi như là tu buổi trưa, tu buổi chiều, có thể dạo vườn, có thể nằm ngồi trên giường thì được kể vào chuyện này. Khi thái rau, bữa củi hay nhổ cỏ không được tính vào, cũng không được tính thời gian cộng tu với đại chúng. Như vậy, nên nhớ, luôn luôn có sự mà xen kẽ giữa công cứ và cộng tu. Không nên bỏ thời gian tham gia với đại chúng để đóng cửa tu. Đây là vấn đề nguy hiểm. Đến công cứ thứ hai là thuộc về hạ phẩm. Hạ phẩm có 3 bậc, thì muốn ghi vào một ô cũng phải niệm 1000 câu Phật hiệu để ghi vào một ô. Nên nhớ là không thể ứng dụng vào số lượng nhiều mà phải thành tâm. Cho nên hôm trước tôi có nói rằng hãy cố gắng nhiếp tâm lại. Quý vị tìm cho mình một phương pháp nào để niệm Phật, chậm cũng được, nhanh cũng được, mà phải nhiếp tâm. Khi nhiếp tâm như vậy, đúng là nhiếp tâm, thì mình điền vào đúng một công cứ, thì nhất định mình sẽ có kết quả rất tốt. Còn nếu mình cứ muốn cho nhanh, cứ niệm cho thật nhiều để ghi vô, không được. Tính hạnh nguyện không đủ, thì công cứ này không có hiệu lực. Cho nên, xin thưa với chư vị, đây là một điều hết sức quan trọng để chúng ta quyết lòng một đời này vãng sanh, chắc chắn vãng sanh. Nếu đầy đủ công cứ 3 bậc trong hạ phẩm vãng sanh, nhất định ta sẽ được vãng sanh Tây Phương. Ít ra cũng là hạ phẩm hạ sanh, vì chúng ta lên hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, có rớt gì rớt cũng được hạ phẩm hạ sanh, nhất định ta cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu làm công cứ này mà thành tâm đúng mức, không ham về số lượng, không quá nôn nóng, quan trọng là phải thành tâm, chí thành, chí thiết. Huệ mạng của mình không biết vô thường đến lúc nào, cho nên mong chư vị quyết lòng hạ thủ công phu, và người nào tham gia vào chương trình này thì chúng tôi sẽ phát từng tờ một để về nhà nghĩ thử xem mình sẽ thực hiện những cách nào. Nếu mình ở đây niệm Phật, về nhà còn tụng tán đủ thứ, còn làm những chuyện khác, nhất là tu xen tạp. Đã xen tạp thì công cứ này không có hiệu lực. Những cái của thế gian bao mình nhiều quá, nó trói mình nhiều quá, còn phiền não nhiều quá. Phiền não nhiều quá thì phải buông xả ra đi, rồi hạ thủ công phu. Quyết lòng, nhất định đi về Tây Phương, thì nhận công cứ này về làm. Không thể nào nhận công cứ về rồi, làm kiểu như làm cho qua, thì đưa tới công cứ không linh. Chính vì vậy mà hơn 10 năm qua, chúng tôi không dám phổ biến chương trình này, vì đây là chương trình tinh tấn niệm Phật. Nên nhớ, luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa đạo tràng và cá nhân, không được tự mình đóng cửa lại để làm công cứ này. Nếu người nào quyết lòng niệm Phật, đã có sự hỗ trợ của đạo tràng, thì Ngài Tịnh Không nói, trong đời này muốn kiết thất niệm Phật tinh tấn, luôn luôn phải có người chủ thất mạnh. Ở đây không có người chủ thất mạnh, chúng ta nương vào đạo tràng, nhờ lực của đạo tràng yểm trợ, chư Thiên Long Hộ Pháp yểm trợ cho chúng ta, để chúng ta coi như là phá vòng vây sanh tử luân hồi, đi về Tây Phương một đời thành đạo. Chương trình trong 48 đêm nói chuyện về hộ niệm là một pháp tu. Sau cùng thì kết thúc bằng chương trình cửu phẩm liên đài vãng sanh tịnh độ. Mong cho chư vị phát tâm. Ngày mai sẽ đưa ra cho hai ông cụ bà cụ ở ngoài Inala và khuyến cáo ông cụ bà cụ thực hiện công cứ này. Tôi sẽ hướng dẫn cho ông cụ bà cụ để từ bây giờ cho tới ngày ông cụ bà cụ ra đi, phải trói cái tâm trong câu A-di-đà Phật. Nếu không chịu trói trong câu A-di-đà Phật, sợ rằng có trở ngại. Bên cạnh đây có anh Chính, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho chị Chính bắt đầu thực hiện công cứ. Nghĩa là phải tùy sức tùy duyên, nhưng nhất định phải bám chặt vào câu A-di-đà Phật, để nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật. Nhiếp mạnh thì công cứ làm nhanh sớm thì an toàn, nhiếp không mạnh thì công cứ phải đều đều một chút để cho thoải mái. Nhưng sau cùng rồi, tâm cũng phải bám chặt vào câu A-di-đà Phật, để khi đạo tràng đến hộ niệm lúc lâm chung sẽ dễ dàng vô cùng. Mong cho tất cả chư vị thử nghĩ xem mình có khả năng thực hiện được công cứ này hay không. Khi nào quý vị nghĩ rằng mình được thì hãy báo cho chúng tôi sẽ cung cấp liền và hướng dẫn chi tiết thêm để thực hiện. Mong cho ai ai cũng có phần thượng phẩm thượng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm là một pháp tu, hai tập 1 và 2 đến đây là hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.